Hello, xin chào tất cả anh chị em. Cho phép cường được hỏi là bao nhiêu trong số anh chị em mà sau khi xem cái clip hành trình thịnh vượng ấy, và cũng ra quyết định cho mình là kiểu gì cũng sở hữu một chiếc xe hơi hình bông tuyết thì giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều. Bao nhiêu trong số anh chị em quyết định là mình để vào cái top mà đi cái Mercedes-Benz đỏ ấy, dẫn đầu ấy, trong hành trình thịnh vượng năm 2021 22 thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Nào. Chúng ta xoa xoa hai tay vào nhau cho nó năng lượng, không? High five. Không gì là không thể. Yes. Cảm ơn tất cả anh chị em. Chào mừng anh chị em đến tham dự cái buổi chia sẻ huấn luyện của nhóm cơn lốc ngược S69 vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Chúc cho cả nhà một buổi tối tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp, một buổi tối đón nhận được nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực để giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn và cùng nhau làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và tối nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về sản phẩm series và bao nhiêu số các bạn quan tâm đến sản phẩm series từ ngón tay cái nào. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu anh chị em muốn biến cái sản phẩm hữu hình thành một cái vũ khí siêu hạng để chúng ta có thể hiện thực hóa được mọi ước mơ của mình trong cuộc đời này thì giơ ngón tay cái. Rồi, rất biết ơn, cảm ơn anh chị em. Tối ngày hôm nay thì Cường sẽ làm người dẫn chương trình. Đấy, và anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau tương tác với nhau. Đấy, để chia sẻ với nhau những câu chuyện thật, những trải nghiệm, những sự hiểu biết sâu sắc, đúng không? Để giúp cho tất cả các tư vấn viên của chúng ta đấy, đã không dùng thực phẩm chức năng thì thôi, thì dùng và dùng những thứ best of the best, tốt nhất trong những thứ tốt nhất, đã biết đến Siri để hiểu thực sự giá trị của thực phẩm chức năng Siri, nó có gì khác biệt và vượt trội. Và như anh chị em đồng ý với những cái tinh thần tư tưởng như vậy, giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Và đầu tiên chúng ta sẽ chia sẻ với nhau là cái sự khác biệt của cái sản phẩm series so với những cái sản phẩm khác trên thị trường trong cái lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Sự khác biệt nó nằm ở chỗ nào, đúng không? Đấy, sự khác biệt nó nằm ở chỗ nào? Xin mời đầu tiên là xin mời tân thủ lĩnh rất là mới, brand new, thu nhập suýt suýt 9 chữ số, Phạm Văn Thông. Đấy, anh đã từng trước kia đã từng là kinh doanh truyền thống, là một nhà kinh doanh theo mạng. Đấy, cũng lên bờ xuống ruộng với công ty Amway, American Way. Sau đó lại biết đến công ty Elken của Malaysia. Đấy, và anh chia sẻ là được mỗi cái chìa khóa bằng giấy, chả thấy tiền đâu, đúng không? Đấy, và ngày hôm nay về Sibri thì có tiền thật, có ô tô thật, đang đi chiếc xe Suzuki màu đỏ 7 chỗ rất là đẹp, và tháng rồi có thu nhập gần 9 chữ số. Rồi, xin mời thủ lĩnh, tân thủ lĩnh Phạm Văn Thông đến từ Biên Hòa, Đồng Nai chia sẻ cái sự khác biệt của sản phẩm Sibri theo cái cảm nhận và cái hiểu biết của mình. Xin mời. Em xin chào cả nhà, xin chào thủ lĩnh quốc tế Trung Huy Cường và kính chào tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom buổi tối ngày hôm nay. Thật sự thông để có được cái giây phút như thế này và đặc biệt là được một cái danh hiệu như thế này thì đây là một cái nhân duyên, một cái cơ duyên sau một cái bài của anh Cường phát trên Facebook, ăn chay có gì thú vị và được cái sự dìu dắt của anh. Bây giờ trong Thông thì Thông có một cái chia sẻ như thế này. Giá như hồi đấy biết anh Cường, tương tác với anh Cường rồi. Nhưng mà về với CVD thì nó mọi chuyện nó thay đổi hơn rất là nhiều. Nhưng mà mất một năm cứ theo dõi, cứ tương tác. Và đặc biệt là khi về rồi còn chưa nghe, thật sự chưa nghe lời anh Cường. Cho nên là Thông rất là thấm cái câu nói của bạn Anna Nguyễn. Đại bàng thì phải ngoan, đúng không ạ? Và bạn chính vì vậy mà ban đầu Thông được mindset thành một tập đoàn ở một cái tập đoàn khác chuyên về bán hàng. Chính vì vậy mà dùng những cái kỹ năng, dùng những cái thủ thuật để bán hàng
cho nên là cứ nào đi bán hàng, và bán hàng xong rồi thì lại chạy lên trên công ty lấy chở hàng rất là nhiều, cứ như con thoi như vậy, và nó trở thành một cái rất là vất vả. Thế thì để có mặt ngày hôm nay thì Thông rất là biết ơn anh Trương Huy Cường, đặc biệt là người anh ở thành phố Biên Hòa, đó là anh Nguyễn Quý Huy, đã dìu dắt Thông, đã hỗ trợ Thông, đã đồng hành cùng với Thông, đã uốn nắn Thông trong những cái thời gian đầu, rất là tuyệt vời. Thế thì cái ngày hôm nay có được cái thành quả này, đây là cái chiến thắng chung của cả đội, chiến thắng chung của cả thành phố Biên Hòa, của cả Đồng Nai này. Và Thông mong muốn là năm tới thì hệ thống ở Biên Hòa, nói đến CBD, nói đến kinh doanh theo mạng thì phải nói đến CBD, và nó sẽ phải nói đến đội nhóm S69 Biên Hòa, Nguyễn Quý Huy, Phạm Văn Thông và rất là nhiều các anh chị khác nữa, để chúng ta có một cái hành trình rất là nhiều ô tô đậu đầy thành phố Biên Hòa. Đấy là cái ước mơ lớn nhất của Thông. Thế thì quay trở lại với cái câu hỏi của anh Cường, thì cái sự khác biệt giữa các sản phẩm của các tổ chức khác, mà đặc biệt là cái tổ chức mà Thông đã từng kinh qua, đó là Amway, đó là Sibiri, đó là Elken. Thế thì thứ nhất về cái sản phẩm mà cái yếu tố nhịp sinh học họ không bao giờ có. Và sau này về với CBD thì Thông thấy là không có một cái vùng nguyên liệu, không có một cái công ty nào của Mỹ mà có vùng nguyên liệu lớn hơn cả đất nước Mỹ. Đúng không ạ? Và không có một cái công ty nào của Malaysia mà lại có cái vùng nguyên liệu lớn hơn Malaysia. Và không có một cái công ty nào mà có cái vùng nguyên liệu tinh sạch như vậy, và ở cái điều kiện khí hậu nó khắc nghiệt như vậy. Cho nên là cái tính dược lý của nó rất là mạnh. Thế thì cái mà sản phẩm uống ở bên trong á, nó có cảm nhận rất là nhanh. Cái sự cảm nhận của cái người mà tiêu dùng nó rất là nhanh. Và cái giá cả thì nó lại vô đối anh chị. Và khi mà Thông thật sự với anh chị nè, cái nhân duyên trước khi đến với CBD thì Thông đã là người thuần chay rồi. Và khi mà được anh Nguyễn Quý Huy kê cho Thông một cái toa, thì Thông không bao giờ quên cái dòng sản phẩm đấy. Đó là Energy, đó là Men Bắc, đó là Formula 4, đó là Canxi và Sim 4. Cái thời đó thì nó chỉ có những cái sản phẩm đấy thôi. Và Thông về Thông dùng 15 ngày và Thông nghỉ. Cái sản phẩm của Nhật, của tập đoàn cũ Thông vẫn xài, nhưng mà Thông để ra một bên để Thông xài cái sản phẩm của CBD. Và khi xài xong 15 ngày thì Thông nghỉ cái sản phẩm đó, nghỉ sản phẩm của CBD để Thông xem cái độ bền nó như thế nào. Bởi vì bản thân mình là rất là yêu thích thực phẩm chức năng, bởi vì nhờ có thực phẩm chức năng mà mới lấy lại được cái sức khỏe. Bởi vì cái chân phải của Thông cách đây khoảng 13 năm là Thông bị teo và không đi lại được. Chính vì vậy mà đi lại nó rất là khó khăn. Và lúc đấy chỉ có ao ước làm sao chạy cái xe máy được 30 km/h thôi. Nhưng mà không được. Chính vì vậy mà khi mà dùng 15 ngày sản phẩm của CBD thì Thông quyết định là về với đội anh Cường. Nhưng về với đội của anh Cường thì lại mang một cái cài đặt là đi bán hàng, và Thông cứ nào đi bán hàng. Và 7 tháng thì Thông cũng lên được nhà tư vấn chuyên nghiệp. Nhưng lên nhà tư vấn chuyên nghiệp không giữ được anh chị. Bởi vì ngày hôm nay mình bán, nhưng ngày mai mình có thể không bán được. Chính vì vậy mà doanh số nó bập bùng. Và khi mà phát hiện ra là cái cách dẫn dắt, cái chỉ của anh Cường nó đúng rồi, mà mình lại cứ mang cái cũ vào, chính vì vậy mà nó làm cho Thông rất là mệt. Và khi mà tư duy đúng cộng hành động đúng thì cứ đúng bài mà nào, thì ngày hôm nay thì Thông có một cái kết quả. Và điều đặc biệt nữa là Thông phải cảm ơn anh Cường và anh Huy đến với CBD giúp cho Thông biết đọc sách. Không bao giờ mà ở các tập tổ chức khác mà Thông đọc được sách, rồi cũng không bao giờ tập thể dục. Đó, không tập thể dục. Chính vì vậy mà đến với CBD nó làm cho con người Thông nó thay đổi hoàn toàn anh chị ạ. Đó, nó hoàn toàn. Và sản phẩm thì lại rất là nhanh. Thế thì cái ngày hôm nay thì Thông được làm việc với đội của bạn Anna Nguyễn. Có rất là nhiều người lúc đầu biết Thông là người ra sản phẩm rất là tốt, nhưng mà một thời gian gần đây nhất để Thông đi nhanh nhất thì Thông có một cái bí kíp, đó là ai mà hỏi Thông á, ra toa này ra toa kia thì Thông chỉ nói là cái sản phẩm nào mà tốt cho não bộ thì các anh chị dùng trước, cái sản phẩm nào tốt cho đường ruột thì các anh chị dùng. Cho nên là
đặc biệt như trong đội của thông thì đơn giản hơn thông dẫn dắt người mới thì đó là mama box này, siêu vitamin này, formula 4 healthy đó, thông chỉ dùng như vậy thôi. Nam nữ ai thông cũng cho dùng được cái đấy. Nữ giới thì thông thay vào mama, còn nam giới thì thông thay vào inomo. Bây giờ nó chỉ có inomo, nó không có comment thì thông thay vào inomo, và cái đấy nó đơn giản, ai có hỏi thông anh dùng cái gì, người này bệnh gì dùng thông, không còn là bệnh gì nữa. Chỉ có nam giới thì dùng như vậy, nữ giới làm như vậy. Và thông chỉ có mỗi cách là cầu hiền tài, thông dùng một cái cầu hiền tài. Thế thì thông cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Cái câu nói của anh Cường là phàm cái gì á mà mình làm được mà hệ thống không làm được thì tuyệt đối không làm. Và cái câu nói này không dễ hiểu, thật sự mấy anh chị á, không dễ hiểu, nhưng mà khi hiểu rồi thì thấy nó sức mạnh vô cùng. Và cứ thế là doanh số nó ổn định. Và anh Cường là anh Cường và anh Huy là người hiểu thông nhất, biết rõ hệ thống của thông tăng trưởng như thế nào, biết rõ hệ thống của thông nhân bản như thế nào, bởi vì chỉ có hai anh mới biết được thôi, đúng không ạ? Thế thì cái bí kíp đó là nam giới thì dùng cái như vậy, nữ giới thì dùng cái như vậy. Còn lại những cái sản phẩm ai thích, ai có điều kiện thì dùng thêm. Còn quan trọng nó như vậy, bộ nó như vậy, rất đơn giản. Cho nên là thấm nhuần cái câu nói, cái gì mà hệ thống nào thì nhân bản làm đến cùng, chia sẻ mạnh mẽ, quyết liệt và cứ xông lên. Còn cái gì mà hệ thống không nhân bản được, không sao chép được. Ngày xưa thông nói thật với anh chị nha, thông chỉ cần nhìn qua cái tai này thôi, thông nói được cái người này đau cái gì, bệnh cái gì, bắt tay được họ, họ ngủ được hay không. Nhưng mà bây giờ ai mà hỏi thông về bệnh, bó tay, chấm con, không biết. Chỉ biết là bộ nam uống cái này, bộ nữ uống cái này, thế là xong. Cảm ơn anh Cường ạ. Cảm ơn chia sẻ của tân thủ lĩnh Phạm Văn Thông. Chút nữa chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với bạn Thông sau. Qua chia sẻ của bạn Thông, chúng ta có thể rút ra vài cái bài học, đúng không? Cái điều đầu tiên ấy, nếu mà bài học về kinh doanh đấy, thế thì bạn Thông đã từng làm hai công ty kinh doanh theo mạng và họ tập trung vào bán hàng rất là nhiều. Thậm chí là những cái giai đoạn đầu thì bạn Thông bạn ấy mang cái máy để đi đo đấy. Tức là mang cái máy để đi đo xem là bên trong cơ thể đang thiếu chất gì. Thì Thường cũng nói với Thông, cũng nhắc Huy và bỏ đi rất nhiều đấy. Nhưng mà bạn ấy bảo, bởi vì thấy đi đo thì nó hiệu quả. Bản chất là gì? Mang máy đi dọa người khác. Mang máy đi dọa người khác. Anh chị bà thiếu cái này này cho nên phải uống. Đấy. Gọi là nhà kinh doanh đi dọa. Đúng không nhỉ? Và đương nhiên không, rất khó sao chép. Bởi vì nông dân làm sao đọc được các cái chỉ số đấy. Bán cá làm sao đọc được, đúng không? Rồi thậm chí các ngành nghề khác không đọc được. Và làm cái gì mà không sao chép được thì nó không nhân bản được. Và nó sẽ bị đứng im tại chỗ. Và bạn Thông bạn có bài học rồi. Phải gặp cảnh thì mới ngộ được. Cái bạn làm nô lệ cho hệ thống. Cứ vác cái máy đi đo, tư vấn viên này gọi, thế là lại chạy xình xịch đến đo, tư vấn viên kia gọi, chạy xình xịch đến đo, và thiếu anh Thông, và không ai đo nữa, thế là thôi, tèo tèo tèo. À, đấy gọi là làm kinh doanh, network marketing, nó không phải như vậy. Đấy, và từ khi bạn ngộ ra bài học thì kết quả nó khác. Bạn ấy có dùng từ chiêu mộ hiền tài, cho thấy không nào? Kinh doanh này, cho biết rồi, cái đích cuối cùng một nhà kinh doanh theo mạng của cái người xây dựng hệ thống là gì? Thầy, cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng. Nghề của chúng ta là nghề thắp sáng và dẫn dắt, chứ không phải nghề chữa bệnh. À. Ok, và cái câu hỏi là cái sự khác biệt của sản phẩm CB thì bạn Thông lại đang nói về vùng nguyên liệu, đang nói về nhịp sinh học, đúng không? Dưới bạn Thông có một nhà tư vấn chuyên nghiệp rất giỏi, đấy, Tân. Không biết là Phạm Mến, Phạm Thị Mến có trên Zoom không? Nếu có thì bật mic. Em nghe thủ lĩnh Cường.
Hello. Đấy. Phạm Thị Mến rất ân. Nguyễn Thị Mến ạ. À, Nguyễn Nguyễn xin lỗi. Đấy. Cứ đồng đồng họ luôn với người hướng dẫn là sorry em. Nhà tư vấn chuyên nghiệp là tân nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Mến, rất nhiều năng lượng, uống sản phẩm rất nhiều. Đấy. Và bạn ấy là sản phẩm của sản phẩm. Bạn có một cái tình yêu rất lớn với sản phẩm, tình yêu rất lớn với đội với con người. Đấy là một người mà dấn thân và cống hiến rất là nhiều. Đấy, và một người vô cùng yêu yêu cái và là một trong những người dẫn đầu thị trường Biên Hòa cùng với Nguyễn Quý Phạm Thông. Tư vấn viên chuyên nghiệp viên thì mình có thể chia sẻ cho cả nhà từ trái tim của mình cái sự khác biệt của cái sản phẩm Sibri như thế nào từ cái góc nhìn của mình. Xin bạn. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh quốc tế Trung Huy Cường đã cho chia sẻ. Thế thì ngày hôm nay là chúng ta đào tạo về chủ đề về sản phẩm đúng không ạ? Nên là sẽ nói nhiều về sản phẩm để anh chị em biết rằng là sản phẩm Siri nó tuyệt vời thế nào. Thế thì bản thân Mến là một người cũng khá là may mắn là ở ngoài mình làm kinh tế rất là tốt. Nên là luôn được chọn lựa, luôn luôn chọn lựa những dòng sản phẩm đắt tiền của các tập đoàn khác xài. Thế nhưng anh chị em biết không? Mến là một người có cái gọi là gì có gọi là đa bệnh trên cơ thể, để kể qua một số bệnh rồi kể sản phẩm cho anh chị em nghe nhé. Cận thị, loạn thị, hở tim ba lá, rối loạn tiền đình, luôn trong trạng thái là mắc mắc ói suốt ngày như là bị mang bầu ngày xưa. Thế rồi là viêm đa khớp, hở tim ba lá, dùng nhiều bệnh lắm. Thì anh chị em biết là với một người nhiều bệnh như vậy thì chắc chắn là khi mà mình có điều kiện tài chính thì mình không tiếc tiền để xài những dòng sản phẩm đắt tiền của các tập đoàn, mà một tháng quần ta là biến mất khoảng độ mấy chục triệu để mua các dòng sản phẩm khác. Herbalife xài này, thế xong rồi là Elken xài này, thế rồi là Amway xài, ai chí thì cũng xài hết. Bởi vì đau, anh chị em biết là mến đau đến cái độ mà 3 giờ sáng vẫn phải ngồi bóp cái chân của mình, mắt thì cứ ngủ gật thế này còn tay phải bóp. Còn không bóp là không ngủ được, nó đau đến như vậy. Thế rồi hở tim ba lá thì cái lúc mà nó lên cơn thì anh chị em là cứ phải cầm cái ngực bóp chặt vào như vậy. Khó thở rất là nhiều. Rối loạn tiền đình là sao? Luôn trong trạng thái mắc ói mệt mỏi vô cùng luôn. Xài đủ kiểu ai chỉ khi gì xài cái đó. Thế nhưng mà chả thấy đỡ. Quan trọng là không thấy đỡ anh chị em ạ. Mà tốn rất là nhiều tiền. Thì khi biết tới tập đoàn Sibri ấy, thì là gặp được cái dòng sản phẩm về khớp. Khi mà tìm hiểu về dòng sản phẩm về khớp thì vô cùng ngỡ ngàng. Bởi vì xài trong khoảng độ là 15 ngày thôi thì ngủ từ tối đến sáng. Mến thích nhất là cái dòng sản phẩm Beauty Book. Anh chị em nào mà có các đơn lô ở trong đây là ngày hôm nay là chương trình dành cho người mới. Là anh chị em tìm hiểu cái sản phẩm Beauty Book. Mến xài có một hộp đó thôi. Thở rất là dễ. Khác với ngày xưa là đi đi khám bác sĩ hở tim ba lá là luôn trong tình trạng khó thở anh chị em ạ. Beauty Book có hơn 400 ngàn thôi tất cả anh chị em. Nhưng mà thở thở thoải mái lắm, khỏe cực kỳ. Thế rồi uống dòng sản phẩm mỗi một lần mà bị rối loạn tiền đình mắc ói như là cái cảm giác bị mang bầu á, ngày xưa của mình ấy thì là xài cái sản phẩm là IQ Book. IQ Book thì vô cùng tuyệt vời. Máu nó bơm một phát lên ạ. Nên là lại thao thao bất tuyệt được anh chị em. Thế thì cái dòng sản phẩm của Siri phải nói rất là nhanh và quan trọng hơn nữa, anh chị em biết không, giá của nó này tuyệt vời. Thế rồi tiếp tục, mến nhớ ra rồi, mến còn dùng sản phẩm kim cương. Mến rất là thích cái dòng sản phẩm kim cương như thế này. Và đây là cái dòng sản phẩm mà mến chưa bao giờ một cái tập đoàn nào hoặc là một cái thương hiệu nào mà khiến mến mê mẩn như vậy. Với một cái dòng sản phẩm 1.667.000 này đúng không ạ? Mà mến mua ở ngoài ấy, chỉ kem tẩy tế bào chết không thôi đã là 6.700.000 một lọ rồi tất cả anh chị em. Tẩy tế bào chết trên mặt tôi đấy mà 6 triệu 7 rồi. Một dòng sản phẩm kim cương cao cấp như thế này giá 1 triệu 067. Và anh chị em biết không, ở cái độ tuổi gần 40 tuổi thì da bị lão hóa rất là mạnh. Và mến là một người phụ nữ thuộc tiếp da, da khô, da không có đẹp như tất cả người phụ nữ khác. Thế thì khi xài một cái nó căng, nó mướt da, nó trẻ hóa da, mến rất là khoái phụ nữ mà. Và thủ lĩnh quốc tế Trương Nguy Cường cũng biết là mến rất thích khen xinh. Thôi chẳng cần khen gì cứ khen xinh đi. Dù không có xinh cứ khen xinh đi, sướng lắm. Thì cái sản phẩm này thì đi ra ngoài ngoài thị trường gặp các bạn là bè anh chị em bên bất động sản đấy thì là mọi người thích mình lắm, mọi người nói rằng là ủa sao hồi này da đẹp thế, trẻ hóa thế và rất là vinh dự với rất là sung sướng về cái dòng sản phẩm. Thế thì sản phẩm Siri thì chốt lại thứ nhất là nó hay cái điểm là nó thẩm thấu rất là nhanh tất cả anh chị em ạ. Cái thứ hai là giá thành nó cạnh tranh, người nghèo thì xài được. Từ ngày mới xài Siri mới thấy rằng là mình bớt được các chi phí về sản phẩm rất là nhiều, mỹ phẩm bớt tiền. Một cái lọ mến dùng tẩy tế bào chết nước si men ấy tẩy 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 sạch da mặt đấy, ở ngoài là mến dài là mua 1.600.000 một lọ nhỏ xíu 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 như thế này thôi, như thế này thôi. Còn Siri một lọ nước si men tẩy da chết có 253.000, quý vị thấy khác hoàn toàn không, mà nó tẩy sạch bay luôn.
Thế rồi một cái lọ dưỡng da mà mua ở ngoài ấy, nó khoảng độ 7 đến 10 triệu. 50 ml thế này, Siri của chúng ta là 1.067.000. Một nọ serum ở ngoài là khoảng hơn 2 triệu. Mức thấp nhất thì mua ở bên mình cũng 1.067.000. Điểm khác biệt quý vị thấy không? Anh chị em thấy không? Rồi tẩy tế bào chất kem dưỡng da cũng thế. Thế rồi sản phẩm tim mới mua ở Elken. Elken thì sao ạ? Đó đấy mới mua khoảng hơn 2 triệu riêng về tim luôn. Một nọ táo đây, à vẫn còn đây. Một nọ táo của Elken đây là 2.890.000 hay là 2.980.000 mình không nhớ. Chung là chuyên xài loại xịn nhưng mà chả thấy đỡ gì hết trơn. Nhưng xào Saori thì sao? Siri của mình thì sao? Sản phẩm giá rất cạnh tranh. Thế nhưng mà kết quả ngay. Thế nên là bây giờ thấy sức khỏe được phục hồi. Thế nhiều lắm, xương khớp mình thấy khỏe hơn rất là nhiều. Và mỗi một lần mà mình lười uống sản phẩm mến thì mắc cái bệnh hay quên, không xài đúng đủ đều. Thế nên khoảng độ là 3-4 ngày là bị chóng mặt trở lại. Nhưng mà xài khoảng 3-4 ngày sau lại phục hồi lại trở lại. Nên là anh chị em thấy là sản phẩm Siri cực kỳ tốt. Cái tốt của Siri là có thể lan tỏa rất là nhanh. Giá thì ok đúng không? Không là sản phẩm thì tốt. Chính vì vậy mà sao ạ? Khi mà chúng ta tiếp cận với thị trường ấy, kiểu gì chúng ta phát triển được. Và anh chị em mà mới vô đây, khi mà ngày hôm nay chủ đề sản phẩm, mà khi anh chị em hiểu rõ về sản phẩm Siri thì nó tuyệt vời, cực kỳ. À, tiện thể ở đây chia sẻ thêm một tác dụng nữa. Mến muốn lần trước đầu là Mến hay uống các dòng sản phẩm ở ngoài phải luôn vào trong tình trạng uống Panadol. Thế thì khi mà Mến phát hiện ra cái đợt đấy Mến đau đầu quá, Mến nhỏ hai giọt sâm sâm Korean đúng không ạ? 250k thôi thì hết hiện tượng trước đầu. Và đây là cái mà Mến điện cho với thủ lĩnh Huy, đó là cái gì ạ? Bác Huy ơi, em mới phát hiện ra một cái dòng sản phẩm nữa mà trị nhức đầu. Tại vì bác ấy làm việc cùng với Mến, bác biết là Mến hay bút đầu, bút từ cái đầu bên này xiên sang bên kia, bút cực kỳ bút luôn. Và nhất là suy nghĩ thì nó đau như búa bổ. Nhưng chỉ cần hai cái giọt sâm Korean này mọi người này thì hết nhức đầu. Thế anh chị em biết thêm một công dụng nữa của sâm nhé. Hàm lượng sâm gấp 7 lần sâm Hàn Quốc. Thế nên đến giờ mà nói về Siri thì Mến yêu bằng cả trái tim của mình. Giúp Mến hết bị hở tim ba lá, giúp hết cận và loạn thị, Neurovision, Formula 4 và Vision Book. Mến xài đây mọi người nhìn mắt Mến ngày xưa mà mọi người nói chuyện là Mến luôn trong tình trạng bị đau kiếp. Nếu mà nhìn kiểu này như thế này này chứ không có kiểu nhìn xa thế này đâu ạ. Máy tính là luôn trong trạng thái đau kiếp vì là vừa cận vừa loạn là 3,7 độ. Mến xài 3 tháng là cũng còn xuống 1,7 độ và đến ngày hôm nay xài hơn 1 năm là hết bay, không còn phải đau kiếp nữa. Anh chị em thấy tuyệt vời các bạn. Neurovision, Vision Book, Formula 4, bộ cho mắt đúng không ạ? Đau đầu tim thì bộ tim thì chỉ cần Vision Book thôi. 418.000 mới nhớ mang máng giá là như vậy. Còn xương khớp, bộ khớp cho Mến ít tiền 2.6 triệu. Còn có nhiều tiền cho luôn đơn 7 triệu đến 10 triệu. Khỏe một cái đột. Thế anh chị em nào không muốn tốn tiền đúng không ạ? Thì việc của chúng ta là gì ạ? Chúng ta xài Siri thật nhiều vào. Nên là cái niềm tin về sản phẩm 6 bước đi đầu tiên anh chị em mà xài cho cơ thể cho mình càng nhiều ấy, cho anh chị em phát triển doanh nghiệp càng nhanh. Và ngày hôm nay công thức thành công có sẵn rồi. 6 bước đi đầu tiên, 9 bài đào tạo cơ bản, bê hết vào đó, bắt hết vào đọc tuyên bố. Thế là đảm bảo anh chị em lên doanh nghiệp ầm ầm. Thế là giúp đỡ được cộng đồng thịnh vượng về tài chính đúng không ạ? Sức khỏe viên mãn, nên là anh chị em biết rằng chúng ta đang có một cái công cụ, một phương tiện, đó là sản phẩm siêu tuyệt vời. Tiếp tục lại có một cái hệ thống đào tạo huấn luyện đẳng cấp quốc tế là F9 của chúng ta, thì anh chị em lên như diều gặp gió thôi. Nên là chúc tất cả anh chị em năm 2021 này chúng ta có sức khỏe viên mãn đúng không ạ? Luôn an bình, an toàn trong cái mùa dịch Covid và tăng trưởng một bậc, thịnh vượng về tài chính, đạt được tự do tài chính. Chúc cả các anh chị em một năm 2021 bùng nổ cùng với Sheldon ạ, với F69. Em xin hết ạ. Cảm ơn chia sẻ của nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Mến. Bao nhiêu số anh chị em thấy là nhà tư vấn chuyên nghiệp của mình đẹp hơn Nico Huyền Trang trong Biệt Động Sài Gòn từ ngoài đất. Rất tuyệt vời. Phần Mến có nói đến cái sản phẩm Pulsebox về tim mạch, đúng không? Pulsebox đấy. Hoặc là tiếng Anh chúng ta có thể đọc là Pulsebox, P-U-L-S-E box. Đấy là một cái sản phẩm mà Cường cũng thường xuyên sử dụng, rất hiệu quả, rất là hay. Cứ cái cơ quan thần kinh trung ương này nó ngon này, nó điều khiển được mọi thứ, Neurovision, rồi cái trái tim này nó khỏe, nó bơm máu đi khắp cơ thể thì kiểu gì cũng khỏe, nhiều năng lượng, đúng không? Đấy rồi bạn Thông bạn nói là không những cái đầu khỏe đấy, mà lại cái tiêu hóa, cái hệ tiêu hóa. Cái hệ tiêu hóa nó là nơi mà khởi đầu của rất nhiều thứ liên quan đến sức khỏe. Đầu ngon, tiêu hóa ngon, rồi các cái thứ khác nó cũng rất là ngon. Đấy là hiểu một cách nha, rất đơn giản về cái sản phẩm của chúng ta. Rồi, có một tư vấn viên chuyên nghiệp đã khóa danh hiệu tháng thứ 3. Đấy, rất là xuất sắc, có một đội nhóm đang phát triển rất là mạnh. Trước kia cũng làm HBL 2 năm đấy, và sang dùng Siri thì xem cái sự cảm nhận, sự khác biệt như thế nào đấy, và cái sự thay da đổi thịt, đỏ da thắm thịt như thế nào
xin mời tư vấn viên chuyên nghiệp Vũ Hạnh đến từ Hà Nội nào. Xin mời. Xin mời Vũ Hạnh. Các tư vấn viên ngày hôm nay cứ phải sẵn sàng lên dí cò nhé. Không có sự chuẩn bị trước và không có, tất cả đều bắt cóc hết. Vũ Hạnh đâu rồi? Vũ Hạnh có nhắn ở trong chat. Máy làm sao? Ok, rồi. Thế thì một người phải nói là yêu sản phẩm, tức là yêu sản phẩm series gọi mất ăn mất ngủ. Mà tức là tôi chưa thấy ai yêu series như bạn này. Thế thì không hiểu tại sao mà bạn lại yêu series đến mức như vậy. Ngày hôm nay đi đâu cũng series. Xin mời tư vấn viên cao cấp Helen Nguyễn chia sẻ sự khác biệt của nó. Xin mời. Dạ, em xin chào thủ lĩnh quốc tế Trung Huy Cường. Xin chào tất cả cô chú, anh chị đang có mặt ở trên Zoom. Khi mà nói đến sản phẩm Siri là các tế bào trong em nó bắt đầu nó lại trỗi dậy và cái cảm xúc lúc nào cũng dâng tràn. Thì đối với em, sản phẩm của Siri là một cái, em cho nó là thần dược. Tại vì chính từ bản thân em, trước đây cũng là một cái người mà có ngân hàng bệnh. Em bị rối loạn tiền đình 13 năm. Em bị liệt dây thần kinh số 7 và tai biến nhẹ. Và em bị trào ngược dạ dày. Em một cái thân hình rất là to, 57 cho tới 59 kg, mà luôn luôn trong cái tình trạng bị suy nhược cơ thể. Mỗi một lần mà em bị rối loạn tiền đình thì em sẽ phải đi truyền nước khoảng 9 chai cho tới 11 chai ở một kỳ mà em bị rối loạn tiền đình. Em rất là may mắn khi mà được sử dụng cái dòng sản phẩm Siri. Nó giúp cho em thay đổi cho tới thời điểm hiện tại bây giờ. Em cảm thấy em hạnh phúc vô cùng là 17 tháng rồi em không phải bước chân đến bệnh viện một lần nào. Trước đây em cũng giống như bạn Mến bị rối loạn tiền đình. Thì em chỉ cần thức tới 10 giờ rưỡi đêm thôi là tối hôm đấy em sẽ khó ngủ và ngày hôm sau em sẽ mệt. Và tiếp theo đến một tối ngày hôm sau nữa là em sẽ không ngủ được. Và đến cái ngày thứ ba thôi là em sẽ phải đi bệnh viện. Đấy là về cái cơ thể của em. Thì cho tới thời điểm hiện tại bây giờ, em sử dụng sản phẩm của Siri được hơn một năm. Hầu như sản phẩm của Siri có sản phẩm gì tốt là em dùng hết. Tại vì em hiểu được cái giá trị của sức khỏe. Em rất là trân quý cái giá trị của sức khỏe. Cho nên là khi mà được dùng sản phẩm của Siri, em dùng những cái thứ tốt nhất để đầu tư cho cái cơ thể của mình. Và một cái điều mà em cảm thấy em rất là hạnh phúc, đó là khi mà em sử dụng sản phẩm của Siri thì cho tới thời điểm hiện tại, từ làn da cho tới cái vóc dáng của em nó cũng được cải thiện hơn so với trước rất là nhiều. Chuẩn bị em có post lên một cái hình mà cái Tết năm 2018 với cả Tết năm 2021 thì sẽ thấy một cái sự lột xác rất là ngoạn mục luôn đó. Và một cái mà em thật sự em rất là biết ơn khi mà nói về cái sản phẩm của Siri, thì chính bố mẹ em là cái người mà được có sự sống trở lại nhờ cái sản phẩm của Siri. Cho nên khi mà em gặp bất kể ai mà em nhìn thấy họ có vấn đề gì là em đều nói về Siri. Em không quan tâm là họ nghe như thế nào, nhưng mà em sẽ nói về Siri. Giống như tối nay em chỉ đi mua đồ thôi, em nhìn thấy có một cái chị kia dẫn một cái đứa con 6 tuổi đi vào cũng mua đồ cùng với em. Và em nhìn thấy cái em bé đấy nó bị tăng động. Sau khi chị mua đồ xong, em đi ra ngoài cùng với chị và em chia sẻ Siri cho chị. Và ở đây khi mà bất kể khi nào mà em nói đến Siri là mặt em nó cũng hừng hực ý. Xong bắt đầu em nói với cái tinh thần là cho họ biết về một cái dòng sản phẩm nó rất là quý. Cái dòng sản phẩm nó có thể là giúp cho chúng ta thay đổi được cái chất lượng sống. Tại vì nếu như
mình không tìm ra được một cái giải pháp giúp cho mình có được cái sức khỏe thì mình sẽ thiệt thòi rất là nhiều. Tại vì khi mình có cái sức khỏe thì mình mới minh mẫn, thì mình mới thực hiện được các cái điều mà mình mong muốn, các cái ước mơ của mình thì mình mới xây dựng được. Trước kia khi mà lúc mà em chưa làm Siri, có những lúc em làm thu nhập của em cũng có khoảng trên dưới 100 triệu, nhưng mà em ăn nó chẳng ngon và em ngủ thì nó rất là khó ngủ. Thì thật sự khi mà từ khi mà em hợp tác với Siri, em được dùng sản phẩm của Siri và em hợp tác với Siri, thì thật sự là đây là cái nơi mà giúp cho em thay đổi hoàn toàn cái con người, cái tính cách của em, và em được phát triển bản thân rất là nhiều khi mà mình được sử dụng cái dòng sản phẩm tốt, mình được sống ở trong cái môi trường tốt, được rèn luyện bản thân, rồi em cảm thấy là rất là may mắn khi mà mình chọn được cái, nói chính xác ra là em được chọn để làm kinh doanh MLM. Tại vì trước kia em không biết gì đến cái ngành kinh doanh này, nhưng mà khi được nghe anh Nguyễn Quý Huy chia sẻ cho em về cái cơ hội kinh doanh cùng với CVG, thì thật sự em nhìn thấy ở đây những cái điều này em đã mong mỏi tìm kiếm. Tại vì cái lúc em đi làm có tiền đấy, nhưng mà em không có tự do, và em không có cái cơ hội để mà phát triển bản thân. Cho nên là em nhìn thấy ở đây cái sản phẩm nó tốt như thế, cái môi trường nó tốt như thế, thì đây là một cái lựa chọn không thể nào mà mình lại chần chừ được. Và mỗi lần mà nói về sản phẩm của Siri, thì thật sự em rất là mong muốn, cái điều mà em mong muốn nhất đó là người người nhà nhà đều được biết đến sản phẩm của Siri. Và khi mà em sử dụng sản phẩm Siri 6 tháng, em đã đi tư vấn cho khách hàng của mình hoặc là những người thân của mình, em dám nói rằng là chỉ sau 2 năm nữa thôi, sản phẩm của Siri nó giống như là muối này, gạo này, đường này, bột ngọt này, dầu ăn trong mỗi một gia đình. Em dám nói như thế luôn. Tại vì khi mà em được trải nghiệm rồi thì em cảm nhận được là sản... Tại vì em trước đây em cũng đã dùng rất là nhiều loại sản phẩm của các công ty khác và các cái hàng sách tay. Thế nhưng mà nó không có cái kết quả giống như sử dụng sản phẩm của Siri. Chỉ 6 tháng thôi, chỉ 6 tháng sử dụng, bố em thì tai biến, mẹ em thì ung thư. Và chỉ sau 6 tháng thôi thì kết quả nó rất là rõ ràng. Thì em dám, lúc đấy là em đã có một cái tầm nhìn là chỉ sau 2 năm nữa thôi, trong mỗi một gia đình nhà nào cũng có sử dụng sản phẩm của Siri. Thì đấy là cái lý do mà làm tại sao mà em đi gặp bất kể một người nào em cũng nói về cái sản phẩm của Siri. Nó độc đáo hơn tất cả những cái thứ mà em đã biết đến. Thì em rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần mà được chia sẻ, được nói về cái sản phẩm của Siri. Thì trong nhà em lúc nào cứ có cái sản phẩm gì mà nó tốt nhất. Tại vì em nghĩ rằng là tại em trải qua hết hơn một năm trong gia đình em là bố mẹ em phải nằm viện rất là lâu, phải điều trị rất là lâu và tốn rất là nhiều tiền. Thì em phải bảo vệ cái sức khỏe là cái thứ quan trọng nhất. Mình phải là số 1. Nếu mình phải bảo vệ được cái số 1 đấy thì những cái số 0 ở đằng sau nó mới có giá trị. Cho nên là cái việc đầu tư vào cho bản thân mình là cái đầu tư thông minh nhất và khôn ngoan nhất. Cho nên là hãy đầu tư cho cái máy ATM này, và hãy đầu tư cho chính cái cơ thể, cho chính cái cơ thể ngọc ngà của mình. Và mỗi lần đừng nói về sản phẩm Siri thì em thật sự em rất là biết ơn tập đoàn sức khỏe Siri đã cho ra đời một cái sản phẩm mà ở trên thị trường khó có một cái công ty nào mà có được. Cho nên là nói về Siri thì em rất là yêu. Em cảm ơn thủ lĩnh quốc tế đã cho em chia sẻ. Rồi, cảm ơn Helen Nguyễn. Thông điệp hãy đầu tư cho cái máy ATM, đúng không? Đấy. Cái máy in tiền đấy. Cái máy làm ra tiền. Cái máy mang lại hạnh phúc này. Cái máy này lúc nào nó cần phải nhiều năng lượng. Cái máy này lúc nào nó cần phải vui vẻ. Cái máy này lúc nào nó phải đầy yêu thương. Cái máy này lúc nào mở ra là nó cũng phải nói những lời truyền cảm hứng, đúng không? Tích cực. Chứ cái máy này mà cứ thở ra là mệt lắm, khổ lắm, thế thì thôi, có vấn đề rồi. Cảm ơn Helen. Rồi, xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Vũ Hạnh. Chúng ta sẽ nghe được tiếng của Vũ Hạnh mà không có hình. Xin mời.
À, Vũ Hạnh chờ chút để cô mở quyền mở mic. Ok, Hạnh mở mic. Rồi, Hạnh bật mic đi. Có thể trục trặc chút kỹ thuật. Chúng ta sẽ đến với một người chia sẻ rất đặc biệt, không biết là có trên Zoom không, nhưng tôi tin là cái gì có trên Zoom. Một nhà khoa học, một nhà sinh học, đấy, rất yêu về những cái gì liên quan đến mang lại sức khỏe cho con người, làm đẹp, đấy, thải độc, rồi vân vân. Chúng ta sẽ nghe cái sự đặc biệt, độc đáo của CV, đặc biệt là dưới góc nhìn của một nhà sinh học, của một người nghiên cứu rất nhiều những cái sản phẩm liên quan đến mang lại sức khỏe và sắc đẹp cho con người. Và xin mời thủ lĩnh cao cấp Anna Nguyễn. Vâng ạ, mời cảm ơn thủ lĩnh quốc tế và xin chào tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom. Nghe thủ lĩnh quốc tế giới thiệu mà mình đã xòe miệng ra cười rồi. Thực ra thì Anna cũng giống như các anh chị em ạ. Tôi học sinh học, nó cũng giống như là mình học vật lý hay mình học hóa học vậy đó. Thế nhưng mà mình học sinh học nhưng mà mình có một cái mong muốn là được thành doanh nhân triệu đô, chứ không phải là học sinh học để rồi nghiên cứu. Đấy là một cái rất là khác biệt. Và trước đây tôi không có khái niệm về tiền, nhưng mà tôi có khái niệm về 1 triệu đô la. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tôi không có khái niệm về tiền, nhưng mà cái cảm giác khi mà mình làm được 1 triệu đô la là mình rất biết là tôi rất là thích cái câu mà anh thủ lĩnh quốc gia Ngô Văn Cát anh ấy nói ấy, là người ta làm giàu là dựa trên sự đau khổ của người khác, người ta làm giàu dựa trên danh dự của người khác, người ta làm giàu dựa trên sự sống của người khác, người ta làm giàu dựa trên cái sự gọi là sỉ nhục người khác cũng có, nhưng mà chúng ta làm giàu, chúng ta nói về 1 cái triệu đô la đó là chúng ta làm giàu dựa trên cái việc mà chúng ta hướng dẫn, chúng ta hỗ trợ những người khác. Thì đó thực sự là một trong những cái phương thức làm giàu mà ai cũng muốn có được. Và sản phẩm Siri của chúng ta thì tốt là vô đối rồi, không có đối thủ, và có rất nhiều thứ khác không có đối thủ nữa chứ không phải chỉ độ tốt. Một trong những điều đấy là giá. Thế thì cho nên rằng là khi mà chúng ta là có một cái dòng sản phẩm mà cái gì cũng tốt, thì bạn hình dung nhá, việc của câu chuyện của chúng ta bây giờ lại không phải là đi tập trung vào là cái việc sản phẩm của chúng ta tốt như thế nào nữa, mà là bạn lựa chọn dòng sản phẩm nào một cách khôn ngoan để mà kinh doanh. Không phải bỗng nhiên mà các đội nhóm nó nhân bản ra được nhanh. Rõ ràng rằng là mình có thể để ý thấy là những đội nhóm mà nhân bản nhanh là người ta có, nó có lý do chứ không phải tự nhiên, đúng không ạ? Nó phải có công thức. Mà một trong những cái công thức đấy là gì ạ? Đối với Anna nhá, là lựa chọn cái dòng sản phẩm khôn ngoan để mà kinh doanh. Bởi vì sao? Bởi vì là sản phẩm của chúng ta ấy, nếu như những cái tập đoàn khác, mình không tiện kể tên, nhưng có tập đoàn thì là người ta mạnh về dinh dưỡng, là có tập đoàn người ta mạnh về trẻ hóa, có tập đoàn người ta mạnh về thải độc, nhưng có một điểm chung là tất cả những cái món đấy, cái gói đấy, nó đều nhiều tiền. 20 triệu này, trẻ hóa một tháng 20 triệu, thải độc một tháng mà dùng tử tế cũng 20 triệu. Rồi những cái dòng dinh dưỡng giảm cân khác thì sao ạ? Thì tức là giá thì cũng không quá đắt, đâu đấy quãng chừng khoảng 8 triệu, 10 triệu một tháng gì đó. 7 triệu cũng có, 5 triệu cũng dùng được. Nhưng mà cái phương thức kinh doanh thì nó khó. Cho nên là chưa hẳn sản phẩm tốt mà phương thức kinh doanh đã tốt. Thế thì khi mình nhìn thấy như thế thì mình có thể thấy thế này này. Phương thức kinh doanh của mình là không có đối thủ rồi. Đấy là điều chắc chắn rồi. Xin lỗi Anna, anh khóa mic xong Anna bật lại nhé. Xin mời Anna. Dạ rồi ạ. Tức là cái phương thức kinh doanh của chúng ta thì không có đối thủ rồi. Thế nhưng mà có một cái điều mà nền tảng sản phẩm của chúng ta có một cái rất là hay, mà nếu anh chị em mình mà để ý một tí thì anh chị em mình sẽ biết được mình cần phải tập trung vào đâu. Tại sao những cái tập đoàn khác người ta hay tập trung vào bệnh? Có đúng một tập đoàn bây giờ tập trung vào dinh dưỡng thôi, thì cái phương thức kinh doanh nó lại không hiệu quả bằng của mình. Tức là cái mô hình của họ không hiệu quả bằng mình. Nói trắng là như vậy. Thế nhưng những cái chỗ mà bán sản phẩm đắt tiền ấy, họ hay tập trung vào bệnh. Là bởi vì sao? Bởi vì người bệnh á, thì người ta dễ dàng phúng tiền để mua sản phẩm. Thế còn sản phẩm, và cho nên sản phẩm người ta rất là đắt.
vì chỉ có người bệnh mới sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu để mua thôi. Đó, thế nhưng mà sản phẩm của chúng ta ấy là giá quá rẻ. Kính chính bởi vì giá quá rẻ như vậy rồi, cho nên chả có tội gì chúng ta cần phải tập trung vào đối tượng bệnh cả. Không có nghĩa là mình từ chối phục vụ người bệnh, mà là hữu duyên thì mình chia sẻ. Chứ không phải là mình đi săn, mình đi tìm, mình đi moi ở đâu, mắc ở đâu ra để toàn những người bị bệnh để mình làm. Tại vì cái thời gian của mình nó chỉ có hạn thôi ạ. Mình tập trung vào vào cái đối tượng nào nó sẽ cứ thế nó nở ra. Bởi vì sao? Đương nhiên là tốt rồi, và tốt người ta sẽ lan tỏa. Thế thì nếu chúng ta xác định chúng ta là một doanh nhân thì cái cách lựa chọn sản phẩm của một doanh nhân nó khác. Bạn lựa chọn bạn là doanh nhân 20 triệu một tháng hay doanh nhân 200 triệu một tháng, doanh nhân 2 tỷ một tháng, cái cách lựa chọn sản phẩm chắc chắn là khác nhau. Thì ở đây á, góc nhìn của Anna nhá, Anna vẫn có những người bệnh ung thư, Anna vẫn có người bệnh tiểu đường, người bệnh gút, nhưng mà tất cả những cái người đấy tôi đều ém đi, và tôi không bao giờ tôi post bất kể một cái gì ở trên Facebook, không bao giờ có. Và tôi bảo hữu duyên thì mới chia sẻ, và tôi thường yêu cầu là bạn vào đây đi, bạn là tư vấn viên. Tại vì khi là tư vấn viên thì buộc lòng họ phải học, đúng không ạ? Và khi họ học, họ hiểu thì mình sẽ bớt ít thời gian hơn. Mình cái thời gian của mình bỏ cho họ sẽ ít hơn. Tôi định vị luôn mình là doanh nhân triệu đô, nghĩa là tôi muốn kiếm 2 tỷ một tháng. Cho nên tôi không thể tập trung vào nhóm những người đấy được. Cho nên các bạn phải xem các bạn định vị các bạn là ai, như thế nào. Đầu tiên mình phải có trong đầu đã. Và ban đầu nha, tôi không có khái niệm về tiền. Nên cái 2 tỷ đấy tôi phải thường xuyên nói với mình rất nhiều lần trong ngày, rất nhiều lần. Rồi cái thu nhập mà 200 triệu rồi 500 triệu ấy, một tháng ấy, tôi phải nói với mình rất nhiều lần để cho cái bên trong tâm trí của tôi tin về cái điều đó. Và khi mình tin, mình nói ra cái miệng của mình không thấy ngượng miệng nữa đó, à thì lúc đấy bắt đầu mình sẽ bắt đầu mình toàn bộ cơ thể của mình, ý thức tiềm thức nó đều tin về cái mình xứng đáng với cái mức thu nhập như vậy, và mình đã sẵn sàng để hỗ trợ một đội nhóm lớn cỡ nào để được cái mức thu nhập như vậy. Thế thì lúc này lựa chọn một cái sản phẩm, một cái dòng sản phẩm là rất quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì đâu phải một mình. Và mấu chốt là đội của mình phải làm tốt hơn mình, đội của mình phải lan tỏa tốt hơn mình. Không phải chỉ một mình ra được thu nhập, và không phải chỉ một mình mới xây dựng được hệ thống mà có khả năng lặp lại tiêu dùng, mà đội của mình càng phải làm cái việc đấy tốt hơn mình. Cho nên là tôi thấy những cái dòng sản phẩm này là Siri không có đối thủ này. Một là dòng chăm sóc da, không có đối thủ. Không có đối thủ. Chị em tôi thấy rằng là dùng nhiều sản phẩm lắm rồi, cái mặt nạ mà có 165.000 á, không có đối thủ đâu các bạn ạ. Mấy bạn không phải đi tư vấn, không, gần như không phải hướng dẫn người ta dùng mặt nạ như nào nữa, người ta đều biết, cả nam cả nữ đều dùng được. Và thay vì là mình phải bán cho mình phải thuyết phục một người rất nhiều, thì bây giờ mình mở miệng thì cái xác suất mình đưa được những sản phẩm đấy là rất là dễ. Rồi cái dòng mà năng lượng cho doanh nhân, tất cả những cái người doanh nhân á, người ta đều cực kỳ cần phải bảo vệ sức khỏe. Không ai muốn giống như là Steve Jobs là sau khi làm để lại cả một di sản cho thế giới, nhưng mà phải phát biểu là cái giường mà đắt nhất thế giới là giường bệnh. Không ai muốn như thế. Thế thì người ta phải bảo vệ một cách chủ động. Và cái dòng đấy, cái dòng mà Neurovision và siêu vitamin ấy, nó thật nha, nó là cái dòng mà bất kể một ai khi người ta dùng, người ta sẽ đều yêu quý bạn trọn đời trọn kiếp. Thế bạn thấy là đấy là cái dòng rất là dễ. Rồi cái dòng sinh lý nam nữ, tôi trước đây cũng nghiên cứu nhiều về các cái tập đoàn để mà mình tìm cái sản phẩm. Cái thời mà tôi đang còn làm doanh nghiệp truyền thống á, thì tôi phát hiện ra rằng là không có một cái hãng nào giải quyết được vấn đề sinh lý. Cho nên cái thời xưa khi mà tôi còn làm Yobo á, thì cái combo sản phẩm và nước ép mà giải quyết cái sinh lý ấy, là một trong những cái thứ mà tôi tập trung. Trên Unica chưa hề có một cái khóa học nào về dinh dưỡng dành cho cái chuyện giới tính. Và tôi là cái người đầu tiên đặt vấn đề, và tôi đã quay cái khóa học đấy rồi. Thì xong mình đổi định vị đó. Mình định vị mình là doanh nhân, mình không là chuyên gia nữa, cho nên tôi không có đăng bán khóa học đấy. Thế thì cho nên các bạn tập trung vào cái đó là các bạn không hề có đối thủ luôn. Không bao giờ có đối thủ, mà nói chuyện rất là nhanh và cảm nhận cũng nhanh luôn. Đó, chỉ khoảng 2 tuần thôi là người ta bắt đầu cảm nhận được. Nếu người ta đang điểm 5 thì người ta lên điểm 7 chỉ cần 2 tuần thôi. Nhưng nếu người ta đang điểm 1, điểm 2, điểm liệt rồi đấy, thì đương nhiên phải cần thời gian dài hơn, đúng không? Mình cũng rất là dễ để mình giải thích. Rồi ở trên Unica bạn có biết không? Ở trên gì nhỉ? Ở trên cái gì Clickbank á, cái khóa học mà tăng size vòng 1 á, là cái thứ mà nó gì nhỉ? Nó bán chạy nhất, một trong những thứ mà bán rất là chạy. Và trên Unica cũng chưa có một cái khóa học nào, tôi là khóa đầu tiên. Cái khóa của tôi đã lỡ up trên Unica rồi là khóa đầu tiên. Thế thì cũng là dùng những cái dòng sản phẩm mà thanh lọc và trẻ hóa của mình á, thì nó sẽ làm cho cái ngực của phụ nữ nó đầy đặn hơn, và làm cho người ta trẻ trung hơn. Thì mình phải tập trung vào cái đấy. Tôi đảm bảo với các bạn những cái thứ đấy 5 triệu, 7 triệu người ta cũng mua cả. Người ta không có căn ke giống như là bị bệnh. Tại vì sao? Tại vì cái việc mà làm ngực bự hơn chưa bao giờ là một nhu cầu.
cái việc sinh lý cao hơn chưa bao giờ là một nhu cầu, mà cái thứ đằng sau nó mới là nhu cầu. Giải quyết cái gì ở đằng sau mới là nhu cầu, giải quyết nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được khẳng định. À, nói chung là nó có những cái thứ mà nó thuộc về phần tinh thần ở phía sau, cho nên rằng là những cái thứ đấy rất là dễ bán. Rồi những cái dòng về sinh hoạt hàng ngày đó ạ, protein này, rồi những cái uống thay cho những cái dinh dưỡng, rồi giảm cân một tí, tức là những cái thứ nó rất là đơn giản. Tôi nghĩ rằng rồi kem đánh răng, rồi dầu giữa dầu rửa mặt này nó cái khác đó, thì những cái thứ đấy, những cái thứ về sinh hoạt và cá nhân tôi thấy là nó rất là đơn giản. Và tôi chưa bao giờ quảng cáo cái Vitamama Sweet á là dành cho con nít cả, mà người nào tôi cũng bảo ăn đi. Phụ nữ mang thai ăn được nhá, đẻ xong ăn được nhá, bệnh nhân ung thư ăn được, mà bị gút cũng ăn được, ai ăn được cả. Càng mà khó ăn, càng mà kén ăn thì tôi càng bảo ăn. Thế còn nếu người mà gầy mà muốn tăng cân, tôi bảo ăn cái đấy nhiều vào. Thế còn uống cái gì thì uống, thế nhưng mà phải ăn cái đấy nhiều vào. Thế cho nên là, mà tôi cũng không bao giờ tôi giới hạn là 5 hay 6 viên cả. Bởi vì trong khi cơ thể người ta thiếu hụt thì hãy cứ làm nó là một loại dinh dưỡng thông thường. Người ta ăn nhiều tự động người ta ngán ấy mà. Cho nên là bao giờ nó cũng phải có cái sự luân phiên. Nên là hôm nay khi mà được có cơ hội chia sẻ về cái việc làm cái góc nhìn về sản phẩm, thì tôi rất là mong muốn là anh chị em chúng ta quán triệt một cái tư tưởng là sản phẩm chúng ta chắc chắn là tốt rồi. Cho nên chúng ta phải biết tập trung vào đâu để giúp chúng ta đi nhanh hơn và giúp chúng ta ra được cái kết quả cho cả đội nhóm của mình tương xứng với những cái mức thu nhập mà mình hướng tới trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Đã, biết ơn thủ lĩnh quốc tế. Thủ lĩnh cao cấp Anna Nguyễn vừa rồi chia sẻ cái góc nhìn tập trung vào đâu để lựa chọn sản phẩm, không những hiệu quả sử dụng mà hiệu quả kinh doanh, đúng không? Quan trọng là hiệu quả kinh doanh, mà hiệu quả kinh doanh đương nhiên là phải có hiệu quả sử dụng. Thủ lĩnh cao cấp Anna Nguyễn có thể chia sẻ thêm một chút nữa để giúp cả nhà, ở đây có nhiều người mới, thôi ở cái tầm thấp đi, tầm watt đi. Đấy, ví dụ vâng. Như là đấy, sinh lý nam, sinh lý nữ thì tập trung vào những cái thế mạnh sản phẩm gì của chúng ta, và có thể lưu ý gì trong cái lối sống nữa không? Ok, vâng. Dạ vâng ạ, dạ cảm ơn thủ lĩnh. Bây giờ khi mà nói đến chi tiết đấy ạ, thì nói chung là có một cái dòng dành cho doanh nhân. Khi mà bây giờ sang năm mới này, khi mà Anna tư vấn thì Anna hỏi nữ ấy, thì Anna hỏi này, bây giờ dòng uống doanh nhân hay là uống đẹp da? Nói chung chỉ có hai cái đấy thôi, uống doanh nhân hay là uống đẹp da nếu mà là nữ. Tại vì kinh doanh mà, kinh doanh là đang trải nghiệm sản phẩm để kinh doanh. Thế là nếu uống doanh nhân á, là Neurovision, là siêu vitamin và formula, là ba món đấy. Nếu mà uống nữ mà để uống đẹp da á, là siêu vitamin, Vita Germanium và Beauty Box. Và tôi có thể tôi vẫn cho formula, bởi vì thực ra là mình muốn kèm cái formula vào, người ta dùng được cho nhiều trường hợp. Riêng Chololong Anna không bao giờ giới thiệu ngay từ đầu, tại vì tư vấn Chololong rất là mệt. Lúc thì tức ngực, lúc thì tức bụng, rồi lúc thì cảm giác có gì đấy thay đổi, mệt lắm. Cho nên rằng là khi người ta cứ vào một thời gian đi, ngoài 45 tuổi thì mới giới thiệu Chololong. Trước 45 tuổi chỉ cần những món đấy thôi là đẹp da rồi. Sau đó nữ mà doanh nhân hay là làm đẹp đều phải bộ kem kim cương. Các bạn tính ra được bao nhiêu tiền chưa? Nếu cái đơn doanh nhân á, mà kèm bộ kem cương là khoảng chừng khoảng 260 điểm. Còn cái đơn mà đẹp da kèm bộ kem kim cương nó khoảng chừng khoảng 200 điểm. Thế là xong. Thế còn nếu mà là nam ấy, và nam thì tôi sẽ hỏi là bây giờ uống nam doanh nhân hay là nam mà cải thiện sức khỏe và tăng cường sinh lý? Thế người ta sẽ bảo là doanh nhân thì mình cũng cho y chang nữ doanh nhân thôi. Nam thì tôi bắt đầu sẽ cho là siêu vitamin, Neurovision và formula. Thì thực ra ban đầu mà bảo họ uống nhiều là nó hơi khó. Thì tại vì là nam người ta ngại bịch này bịch kia lắm. Thế xong bắt đầu sau cái phần đấy, còn nếu mà tăng cường sinh lý thì tôi sẽ thay cái siêu vitamin. Tôi sẽ cho là Neurovision cộng với formula, cộng với cả Boonspock kẽm. Đó là những, tôi rất là thích Boonspock. Và tôi hay trêu thủ lĩnh quốc tế là anh toàn uống những cái loại mà gọi gì nhỉ, giải phóng năng lượng không. Boonspock với Neurovision là những cái loại giải phóng năng lượng rất là mạnh. Còn nếu mà đến khi mà một người hỏi là bây giờ muốn phục hồi, bạn biết không, có hai món trong sản phẩm của Siri và phục hồi rất tốt, đó là Immunobox và siêu vitamin. Phục hồi cho mọi trường hợp, dù là viêm ở chỗ nào đi chăng nữa, dù là viêm họng, rồi viêm phụ khoa, rồi viêm cái gì đi chăng nữa, thì rồi bị những cái tổ chức viêm ở bên trong cơ thể mình á, dẫn đến viêm dạ dày rồi này nọ kia khác, thì riêng hai cái sản phẩm thiên về phục hồi là siêu vitamin và Immunobox là hai sản phẩm cực tốt luôn. Thì đấy, tôi sẽ làm theo những cái thứ như thế. Rồi nếu như mà bảo là
bảo là uống ít hơn, thì tôi sẽ nói một câu là bây giờ ấy là mình trải nghiệm để mình kinh doanh. Cho nên rằng là đầu tư cho niềm tin của mình thì cái chỗ đấy á, theo anh chị là xứng đáng hay rất xứng đáng? Nếu anh chị dùng cái đơn này thì cam kết là xong 3 ngày đến 7 ngày mình bắt đầu có cái cảm nhận. Đấy. Thế còn nam mà là sinh lý thì đấy đấy như tôi vừa nói rồi đấy. Thế đấy là về sinh lý nam nữ nhá. Còn khi lưu ý á, thì chúng ta chỉ có là có tập luyện thể dục thể thao và có ăn uống thiên về thực vật. Nếu mà các bạn không có phải trường phái ăn chay, các bạn có thể ăn theo cái dạng là 70-30, 80-20. Tức là thực vật là 70-80%, động vật là 20-30%. Có người người ta bảo là bây giờ tôi đang ăn rất là nhiều thịt, bây giờ bắt tôi là giảm thịt xuống. Thì Anna nói rằng là thì không cần giảm, mà chỉ cần tăng cái lượng rau lên thôi, thì nó vẫn đảm bảo cái tỷ lệ đó. Thế đó cũng là một cái cách để người bắt đầu. Thế rồi bạn cứ an tâm đi, uống sản phẩm của mình mà một thời gian người ta sẽ không có ăn nhiều đâu. Tự động người ta sẽ giảm xuống à. Đó. Thế còn nếu mà những cái sản phẩm mà trong nhà luôn luôn có thì bao giờ Anna cũng sau khi xong cái đơn đấy rồi nhá, thì tôi và tôi cũng kèo cái siêu vitamin. À xin lỗi, cái kem đánh răng. Tôi cũng kèo kem đánh răng. Nữ thì tôi kèo thêm cái mặt nạ. Đó. Tức là lúc nào mình cũng thấy mà đợt nào mà có Vitamama Sweet thì tôi sẽ giới thiệu. Tức là đấy là những cái thứ bán thêm. Dạng như là ngày xưa mình đi làm á, mình mà vào các cái cửa hàng mình mua hàng á, bao giờ chốt đơn xong rồi người ta cũng bảo chị ơi chị có muốn lấy thêm cái này cái kia không, nó chỉ có một xíu tiền này nọ kia khác thôi. Thì tôi cũng làm như thế. Thế là người ta vẫn mua các bạn ạ. Sau khi người ta chốt đơn rồi thì bắt đầu mình làm thêm cái đó. Thế còn giảm cân á, thì dễ rồi đúng không ạ? Thế còn mùa Tết này này, mùa Tết này thì mình cần phải linh hoạt hơn. Tại vì những cái khách hàng mà mua mùa Tết á, thì tôi chỉ hướng dẫn những cái món, tức là khách hàng chứ không phải là cái người để làm kinh doanh. Nếu mà muốn khách hàng á, thì tôi chỉ hướng dẫn là những cái món khoảng chừng dưới 1 triệu thôi. Thì tôi combo những cái thứ đơn giản. Và trong tất cả các combo, cho dù là huyết áp hay là tim mạch này, hay là tiểu đường này, hay là giảm cân, thì đều có formula. Rất là dễ, ai cũng mới vào cũng có thể tư vấn được. Thế ngay cả những cái người nào mà người ta tại vì còn bia rượu mà đúng không ạ? Thế người nào mà người ta ăn uống mà một Tết ăn bánh chưng bánh trước nhiều á, thì tôi hay hướng dẫn là mua inulin hoặc là mua cây shop bẹ cái yoga pH á. Tức là nếu đợt đấy ngày đấy rõ ràng mình ăn nhiều tinh bột rồi thì mình có thể tự điều hòa cái lượng đường huyết để không bị béo lên bằng cách là uống cái đó. Thì uống trước đi. À, thì đến khi mình ăn thì mình cũng không phải lo. Ai mà bị đau khớp các thứ bây giờ thì cứ cho xin 6 với glucosamine thôi. Xin 6 glucosamine. Và một món nữa tôi hay dùng. Và Shop Enjoy Comfort. Đó. Thế thì còn trường hợp gì nữa không nhỉ? Tức là tôi chỉ tập trung vào những cái thứ nhẹ nhẹ thôi. Stress thì tôi cho uống siêu vitamin và stress relief. Thực ra Anna chỉ bán những thứ đấy thôi. Chứ Anna cũng không bán cái gì nhiều hơn cả. Và ví dụ như đợt này mà có glucosamine á. À xin lỗi. Có protein á. Thì lúc nào trong nhà tôi cũng có. Tôi nói rằng là doanh nhân dù nam hay nữ đi chăng nữa, hoặc là chúng ta là một người bình thường, thì chúng ta vẫn cần phải ăn cái protein mà nó chất lượng cao. Và một ngày mình có thể ăn một bữa như vậy cùng cùng với rau củ quả thì mình sẽ trẻ hơn, đẹp hơn. Và bây giờ lối sống hiện đại ai người ta cũng sẵn sàng thay thế một cái bữa ăn bình thường với cái này cả. Thì đấy là những cái sản phẩm mà Anna hay bán. Thế còn khi mà tư vấn viên mà đã làm lâu rồi á, thì tôi luôn khuyên là chúng ta nên có một đợt thanh lọc khoảng 6 tháng. Mình đã làm rồi 2-3 tháng là được rồi. Thế mình có một đợt thanh lọc khoảng 6 tháng để mình bảo vệ cái cơ quan sinh sản của nam, của nữ. Vì đấy là cái cơ quan mà hay bị tích tụ những cái độc tố nhất, vì nó yếu nhất. Cứ yếu là độc tố nó về. Thì mình có thể mình dùng cái bộ thanh lọc đầy đủ. Và mình nhất là cái shop be nữa các bạn. Thực sự chúng ta hay thường tập trung thải độc bằng bộ ba thanh lọc và formula. Formula của chúng ta nó tấn công được cả những cái độc tố bám ở sâu ở trong nhân tế bào. Tế bào của chúng ta trông bé bé thế thôi nhưng mà được bảo vệ rất kỹ, không phải cái gì cũng xuyên sâu vào được bên trong tế bào đâu. Thế thì cho nên rằng là chỉ những cái tia phóng xạ này, rồi virus thì nó mới cài cắm được ở trong nhân tế bào thôi. Nhưng mà formula của chúng ta có khả năng là loại bỏ cả những thứ đó. Cho nên tất cả những loại độc tố khác, dạng khác nó đều có khả năng loại bỏ được. Bộ ba thanh lọc thì khỏi nói rồi đúng không ạ? Chúng ta quá là yêu cái sản phẩm này. Và có một sản phẩm nữa là Shop Ben. Anna thường hay bằng mọi chiến lược là đưa cho mọi người uống cái Shop Ben. Bởi vì sao? Cái mặt của mình á, lúc nào cũng phải rửa mặt cả, cái răng của mình lúc nào cũng phải đánh cả. Thì cái Shop Ben này giống như là một trong những cái thứ mà mình rửa mặt, nhưng mà mình rửa cho cái đường ruột á. Tức là mình phải làm nó hàng ngày. Thế còn cái trà mà trà tubo hoặc trà tê á, người ta dùng cho cái vai trò giảm cân thì mình không nói.
đúng không, uống 4 gói một ngày. Nhưng nếu mà dùng cho cái việc giống như là mình tẩy tế bào chết cho da mặt á, thì thi thoảng mình mới dùng á, thì một tuần mình có thể dùng 2 gói. Đấy là tất cả những món mà bạn có thể đưa thêm, vì cái sức khỏe đường ruột giống như là thủ lĩnh Phạm Văn Thông đã nói, nó rất là quan trọng. Đường ruột được ví là não bộ số 2, cho nên là cái việc mà mình làm sạch da mặt hàng ngày, nhất là các cô bạn cứ nói như thế là người ta hiểu, các cô gái làm sạch da mặt hàng ngày, tại sao cái hệ tiêu hóa của mình, tại sao mà mình lại không làm sạch. Cho nên là luôn luôn là có sản phẩm Softben ở trong nhà. Nếu không uống được buổi sáng sớm thì uống buổi tối trước khi đi ngủ, cần phải có Softben. Nếu như mà cần phải giải thích một cái ví dụ á, cứ mở cái thùng rác ra sau 2 ngày không đổ nó thành cái gì, đúng không ạ? Cứ cái miệng của mình cứ 2 ngày không đánh răng thì có ai thèm nói chuyện với mình nữa không? Thế thì để như vậy, để cho người ta đẩy cao cái tinh thần là người ta thanh lọc cây đường ruột, gọi là detox. Softben của chúng ta là một cây detox rất là thông minh và cực kỳ rẻ tiền, và người ta cứ dùng một thời gian thì là ai cũng thích hết. Chưa kể rằng là Softben đó có thể dùng để đắp mặt nạ, nhưng mà do chúng ta bây giờ có rất nhiều loại mặt nạ tốt rồi cho nên mình không cần thiết nữa. Đáng biết chia sẻ như vậy đủ chưa anh? Mà em mà nói là nói đến hết cả giờ luôn á. Rồi, bây giờ phải hỏi các tư vấn viên, hỏi bao nhiêu anh chị em học được rất nhiều bài học từ thủ lĩnh cao cấp An Đăng Nguyễn chia sẻ từ ngón tay cái nữa. Cường phát hiện ra là khoảng 50% anh chị em không ghi, trong khi cả nhà đấy Cường ghi được rất nhiều này. Một trang này, hai trang này, ba trang này, bốn trang. Tức là riêng thủ lĩnh cao cấp An Đăng Nguyễn chia sẻ là Cường ghi được 4 trang. Cả nhà ấy, cái cách học nhanh nhất là gì? Cái học nhanh nhất là biến cái kiến thức, trí tuệ, sự đúc kết của người khác thành của mình. Anh chị em phải biến nó thành của mình. Đấy là một cái nghe nó hay xong rồi là nó bay đi hết. Thế nhưng mà mình phải write down, đúng không? Viết nó xuống. Phải viết nó xuống. Cho nên anh chị em nào chưa kịp viết thì xem lại cái video này trên nhóm Cân Đốc Ngựa S69 nha. À, tiền đấy, tiền rất nhiều tiền đấy, phải trải qua hơn một năm làm việc, quan sát, phân tích, đúc kết, đúng không? Và yêu sản phẩm như nào, yêu tư vấn viên ra làm sao và yêu công việc kinh doanh này như thế nào, thì thủ lĩnh cao cấp An Đăng Nguyễn có thể có những cái đúc kết nó rất đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc và hiệu quả. Quan trọng là hiệu quả. Quan trọng là hiệu quả. Rồi, anh chị em nào muốn An Đăng Nguyễn chia sẻ tiếp thì giơ ngón tay cái. Đấy, rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà món ngon thì chúng ta cho ăn vừa vừa thôi, ăn quá lần sau đấy chúng ta phải để được ăn thêm, sau này ăn thêm nữa. Vừa rồi là chia sẻ góc nhìn của một doanh nhân nữ, bây giờ chúng ta muốn nghe góc nhìn của một người nam giới dùng sản phẩm Siri, cái sức mạnh nam giới nó mạnh như thế nào. Xin mời thủ lĩnh Phạm Văn Thông. Em lại cảm ơn anh Cường rất là ưu ái cho em trong buổi tối ngày hôm nay. Thế thì em được học tập cũng như làm việc với lại học Zoom với bạn Anna rất là nhiều và rất là biết ơn. Nhưng mà cái mà em mà cảm nhận được và từ trước đến nay thì em rất là thấm nhuần cái câu nói của thầy của em: sức khỏe bắt nguồn từ nhà bếp chứ không phải bắt nguồn từ nhà thuốc, và sức khỏe bắt nguồn từ hệ tiêu hóa chứ không phải bắt nguồn từ nhà thuốc. Chính vì vậy á, mà khi mà đến với Siberi thì em ưu tiên cái đầu tiên là năng lượng để giúp cho họ khỏe mạnh, đúng không? Và đặc biệt hơn ai hết thì bản thân em là một người mà mắc cái căn bệnh đó là thoát vị đĩa đệm nồi đốt sống N4, N5, S1 ra đằng sau, cho nên rất đau. Và cái chuyện mà chăn gối của vợ chồng với em nó là một điều xa xỉ, và vợ em rất là cảm nhận được cái điều đó. Nhưng mà đến với Siberi thì nhân đây thì cũng mượn bàn tay của anh chị để cảm ơn cái người anh mà đã kê cho Thông một cái toa, đó là anh Nguyễn Quy Huy. Đó, Thông nhớ như in cái buổi ngày đầu tiên thôi, anh Huy cho Thông uống trà, đó là ở khu chung cư Bình An, khu chung cư phường Quang Vinh. Và cái gói trà này anh chắc anh Huy cũng rất là quý, anh Huy đang uống, nhưng mà Thông mà thôi anh cho em 2 gói thôi, nhưng mà anh cho tất cả hộp, Thông mang về Thông uống. Và Thông cũng đã cảm nhận được cái điều đó rồi. Và khi mà anh chọn đúng cho Thông cái bộ đấy, không biết nó có phải là thần điểm gì không, mà anh Huy lại chọn cho Thông cái bộ đấy. Và về uống nó rất là
Tuyệt vời. Và thông cảm thấy là lúc nào cần lên 12 giờ nó sẽ lên 12 giờ. À. Riêng về cái chuyện đấy thì nó rất là ok. Và trong cái quá trình mà phối sản phẩm cho cộng đồng, cho hệ thống thì Thông ưu tiên, Thông bổ sung cái ý của bạn Anna rất là tốt rồi anh chị nhé. Nhưng mà cái mà Thông mà yêu thích nữa là ba cái sản phẩm. Một là cái sản phẩm canxi, bởi vì Thông biết chắc là để dẫn truyền được canxi, để dẫn truyền được tất cả các hoạt động hoạt hóa trong cơ thể thì cái yếu tố canxi là cái yếu tố dẫn truyền thần kinh số 1, không có thằng nào qua được nó. Và nếu không có thì mọi cái thông tin Thông ví được như là cái canxi nó giống như là cái anh mà thông tin ấy, cái thông tin lúc nào nó liên lạc được hay không, ở trong cơ thể các tổ chức của mình có được hay không, tổ chức cơ thể của mình là một thể thống nhất đồng nhất thì canxi nó đóng một cái vai trò đó. Và cái thành phần thứ hai đó là một cái thành phần mà Thông rất là yêu quý nữa, đó là cái omega 3 hay còn gọi là một cái loại axit béo. Thế thì axit béo omega 3 thì thông thường con người ta thì chỉ có omega 6 và omega 9 nó có nhiều trong thịt đỏ, và con người ta thường là ăn những cái omega 6 và omega 9 thôi, còn omega 3 hầu như là không có. Nhưng omega 3 nó lại đánh một nó là một cái rất là quan trọng để cấu tạo nên cái màng tế bào. Chính vì vậy mà chuyển hóa được chất béo hay không cũng nhờ omega 3, đào thải được cái acid uric ra khỏi cái người bị gút hay không cũng là nhờ omega 3. Cho nên là Thông rất là chú trọng cái omega 3 264. Và một cái nữa đó là cái sản phẩm mà magie, cái sản phẩm magie nó đi đôi với cái thằng canxi. Và cái sản phẩm mà Thông dùng một cái từ ngôn từ đó là bán như cho ở thị trường Việt Nam. Các anh chị biết không, đó là SIM4. SIM4 là một cái sản phẩm hỗ trợ cho ba cái nhà máy quan trọng trong cơ thể của mình. Đó, nhà máy thứ nhất là nhà máy cung cấp năng lượng. Có phải gan là cái nơi dự trữ năng lượng, phát ra năng lượng của mình không ạ? Chiều đến mà các bạn cứ mệt ấy, là coi như là cái gan của các bạn đang bị ít nhất thì gan nhiễm mỡ, nặng thì sơ gan. Vâng, ở Việt Nam mình ấy, thì rượu bia thuốc lá quá là nhiều, cho nên là gan gần như là các bạn được ngâm trong rượu. Thế thì cái sản phẩm ấy mà trừ đi chỉ còn 170 thôi. Thế thì cái nhà máy ở trong gan là ba cái nhà máy năng lượng này, nhà máy xử lý rác thải này và nhà máy hóa chất này, đúng không? Ba cái nhà máy tuyệt vời như vậy, nhưng với cái sản phẩm SIM4 thì nó rất là ok. Còn quay trở lại với cái vấn đề mà muốn 12 giờ thì cái sản phẩm kẽm là một cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta giữ lại cái tinh lực cho người đàn ông. Bởi vì mỗi một lần anh em chúng tôi được hạnh phúc, được trả bài thì mất đi một cái lượng kẽm rất là nhiều. Mà lượng kẽm mất đi thì cũng như là cái tinh lực mất đi. Cho nên là tại sao ngày xưa vua chúa họ không đói, nhưng mà tại sao họ lại đi sớm? Bởi vì họ không biết là bổ sung cái hàm lượng kẽm. Chính vì vậy mà hai mấy ba mươi là các vị là thăng đường rồi. Chính vì vậy ngày hôm nay các nhà phân phối, các tư vấn viên của CBD hãy yêu quý cái sản phẩm kẽm và yêu quý cũng như là khích lệ động viên cho tất cả các anh nam giới chúng tôi để lúc nào các chị cũng dự trữ cái kẽm ở nhà và nhắc nhở chúng tôi uống thường ngày. Chúng tôi khỏe, chúng tôi làm được rất là nhiều việc. Có đồng ý không ạ? Bao nhiêu anh chị đồng ý thì giơ ngón tay ạ. Ôi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Các anh chị nhớ chăm một nửa yêu thương của mình bằng kẽm. Cảm ơn các anh chị. Rồi, Thông giữ để mic không khóa. Nãy Anna có nói là nếu mà 5 điểm ấy, lên 7 thì uống khoảng 2 tuần cảm nhận lên. Thế ngày xưa trước khi ông uống CV là ông đang mấy điểm? Bây giờ lên mấy tự đánh giá nữa. Thật sự mà với CVD á, trước khi đến với CVD á, mà cái nốc, mà cái nâng của mình á, nó chưa được giải phóng, nó chưa bị đau á, thì thật sự mà anh là có khều cũng bó tay thôi, bởi vì đau lắm không chịu nổi. Cho nên là chịu thua. Và Thông đã có những cái lúc mà giai đoạn đau mà Thông muốn giải phóng cho vợ, Thông làm đủ mọi, nhưng mà cảm ơn cuộc đời đã xếp sắp cho Thông một người vợ mà lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Cái câu nói này là của con trai của Thông nói, của con gái của Thông nói, lúc mẹ rất là tuyệt vời, lúc bố thuận lợi hay lúc bố khó khăn thì mẹ đều ở bên bố và mẹ luôn luôn đồng hành với bố. Và cái hạnh phúc lớn nhất bây giờ là hai vợ chồng Thông cùng một tiếng nói, cùng một chung
mục tiêu và hoạch định rất là rõ ràng. Và ngày hôm nay thì hai vợ chồng đến với Siberia thì không mới tuyển được, bởi vì Thông làm Amway Thông không tuyển được vợ này, làm Elken Thông không tuyển được vợ này. Mặc dù Thông làm Elken là Thông cho vợ Thông đi du lịch những cái chuyến du lịch đẳng cấp, nhưng mà về không tuyển được. Nhưng mà tại sao? Thì bây giờ muốn anh Cường muốn biết được Thông khỏe như thế nào thì Thông sẽ dành một nửa yêu thương của mình cho cái người mà Trung Chiến Hào, một cô bạn gái yêu nhất của Thông. Xin mời em Nguyễn Thị Sen. Chắc chắn rồi, Sen chờ một chút. Xem chờ một chút. Ngày xưa là ông Thông, ông chuyên là treo cờ trắng đó. Và bây giờ là có cúp chiến thắng rồi, đúng không? Còn Thông, bạn ấy có nói sức khỏe đến từ nhà bếp. Tại sao đàn ông lấy vợ sau này đàn ông chết sớm? Một trong những lý do rất lớn đấy là tình thương đi trước trí tuệ của rất nhiều chị em mà chưa hiểu biết đấy. Cứ tối là cho anh em ăn nhiều đấy, thế cho nên là ra đi sớm, đúng không? Tình cái gì Thông có nói sức khỏe đến từ hệ tiêu hóa, hệ tiêu hóa rất là quan trọng, thế anh chị em chúng ta hết sức lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe cái nửa thứ hai của bạn Thông, cảm nhận về bản lĩnh đàn ông của ông Thông như nào. Xin mời Nguyễn Thị xem. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trung Huy Cường, chào tất cả anh chị em có mặt trên Zoom. Trước khi đến với Siberia thì anh cũng đã xài rất nhiều sản phẩm của các tập đoàn khác, nhưng mà anh đã bị cái căn bệnh đĩa đệm, thì cái căn bệnh đó làm cho anh không có ngồi ghế cứng được, và khi nằm là cái mình phải nghiêng người đi, phải núp anh mới đứng dậy được, và cũng không có thể là đi xe máy được, và phải đeo đai. Thì thực sự lúc ấy là anh rất là yếu, tại vì không khi mà sức khỏe không có thì tinh thần và cái ấy là rất là khó tính. Thế nhưng mà khi mà dùng các sản phẩm của tập đoàn Siberia thì cảm thấy rằng là cái thể lực của anh rất là khỏe, và anh có thể là tập thể dục được này, rồi những cái công việc mà ngày xưa anh không làm được, ví dụ như là bê vác nặng xíu cũng không làm được, thì bây giờ có thể làm được. Và cái chuyện mà làm cho cuộc sống của vợ chồng nó hòa hợp hơn đó, thì nó rất là tốt. Và bản thân thì thấy ngày hôm nay là sức khỏe của không những của chồng mình, của con mình và tất cả gia đình đều là khỏe mạnh cả. Thì xin cảm ơn tập đoàn Siberia đã mang lại sức khỏe cho gia đình, một cái sức khỏe rất là tốt, một cái công việc rất là, kinh doanh rất là tốt. Và xin cảm ơn anh Cường, anh cũng như anh Huy đã mang đến cho cái cơ hội giúp vợ chồng em có được cuộc sống như ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Và Sen chia sẻ là từ ngày mà hai vợ chồng ngày xưa là mui trần hai bánh đấy, bây giờ là Suzuki, đúng không? Suzuki rất nhanh trên đại lộ, chứ không phải là Suzuki vừa đi vừa để, chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đỏ. Thì cái cuộc sống thay đổi như thế nào đấy, và tháng rồi khoảng 90 triệu gì đó, cảm xúc như nào? Rồi, xin mời Sen chia sẻ. Em xin trả lời câu hỏi của anh Cường. Thực ra trước đây thì vợ chồng cũng rất là khó khăn, để mua được một cái xe máy á, thì là cũng rất là khó ạ. Tại vì khi vào đây thì hai vợ chồng cũng là từ bàn tay trắng, nên là khi mua được cái xe máy quay thôi cũng đã rất là khó rồi. Nhưng mà khi đến với tập đoàn Siberia á, thì mình cảm nhận được là khi mà được có một cái ô tô, cái cảm xúc của mình nó rất là không thể nào diễn tả được. Và trong khi đó lại còn có đồng đội đến chúc mừng, mọi người đến chúc mừng, và hai vợ chồng cảm thấy là vui lắm, hạnh phúc lắm. Và khi mà được ngồi trên cái chiếc xe Siberia thì một cái thứ nhất cũng nói với mọi người ở hàng xóm là cái Siberia này không phải là vì cái giá trị gì hết, nhưng mà Siberia này có một cái logo rất là tuyệt vời, đó là cái hình bông tuyết ấy. Và không thể nào một cái ô tô ở ngoài mà có được cái hình bông tuyết đó. Và thực sự rất là hạnh phúc khi mà được công ty mua cho một cái xe và được chở đồng đội của mình cùng đi, được thì rất là điều đó rất là tuyệt vời. Và cảm ơn Siberia, cảm ơn tập đoàn, cảm ơn những người đỡ đầu cho mình, và cảm ơn đội nhóm, cảm ơn những người mà đồng hành cùng mình có để cho vợ chồng và em có được cái cuộc sống như ngày hôm nay. Và cảm ơn rất là nhiều những người mà đồng đội tin yêu, tin tưởng,
theo mình. Xin cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn bạn Sen, chúc mừng hai vợ chồng. Dạ. Chúng ta tập trung vào cái việc sử dụng những cái chương trình sản phẩm giống như các thủ lĩnh các anh chị em chia sẻ thì nó rất là hiệu quả. Chị em đấy, bây giờ chúng ta thấy không, cứ bình thường ấy, nếu như không biết chăm sóc sức khỏe 45 tuổi là tức là cứ về xong thì mi sen mi siếc bao giờ tẩy trang hết đi, mặt nạ nó hiện nguyên hình là buồn lắm. Nhờ Siri lúc nào cũng là mặt thật, lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng tỏa sáng, bên ngoài cảnh đẹp nên thơ, bên trong cái gì tiện nghi bất ngờ gì đấy, đúng không? Tức là trong ngoài rất là đẹp. Rồi anh em chúng tôi biết mà, cái đội bản thân Cường có nhiều bạn lắm, rất nhiều bạn. Thế cho nên là bây giờ do cái môi trường này, do ăn nhậu là sức khỏe con người rất có vấn đề. Thế cho nên là nhiều cái cậu bạn cũng tâm sự với Cường, và chúng ta cũng có những cái bài thơ rất là vui. Đàn ông là chúng ta phải luôn luôn, ở đây anh chị em là luôn luôn, đàn ông là phải thể hiện được bản lĩnh đàn ông, đúng không? Cái nhu cầu mà phía sau mà nãy xin lỗi cả nhà, Anna Nguyễn chia sẻ đấy, cái sự mạnh mẽ của người đàn ông, bản lĩnh của người đàn ông, không có chuyện ngày xưa như sắt như đồng, như đinh đóng cột như rồng phun mưa, bây giờ như cải muối dưa, cái gì lác đác lơ thơ gọi là nó không hề. Đàn ông của CV chúng ta luôn luôn lúc nào cũng như sắt như đồng, luôn luôn lúc nào cũng như đinh đóng cột như rồng phun mưa. Khi chúng ta biết bảo vệ sức khỏe, chúng ta biết tập luyện, chúng ta có chế độ ăn uống hợp lý và sử dụng sản phẩm CV đấy, để chúng ta mang lại những cái điều tốt đẹp, không những hiệu quả công việc cao, mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho tất cả những cái cộng đồng, cho những người thân yêu xung quanh của chúng ta. Thế nói về sản phẩm CV thì chúng ta có thể chia sẻ cả ngày. Thế như ở đây tôi có một bác sĩ đấy, mà cũng rất yêu CV, bây giờ cả nhà uống và làm CV. Xin mời chú Đoàn Trắc Kiểm chia sẻ cái tình yêu của chú về giới thiệu trước kia là ai đấy, rồi chia sẻ cái tình yêu của chú với sản phẩm. Xin mời chú Kiểm. À. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, chào tất cả anh em bạn bè trên Zoom. Tôi là Đoàn Trắc Kiểm, bác sĩ quân đội đã nghỉ hưu. Thế thì thật ra mà nói thì vợ tôi là cô giáo, thì đi học cái CV trước và cái sử dụng cái sản phẩm CV trước. Thế sau cô con gái thì đưa một cái hợp đồng thì cũng không nói gì cả. Thế đến lúc cô con gái tôi thì lại cho bố uống sản phẩm CV. Thế thì mình làm ngành y thì trước khi mình làm ngành y thì mình đã bị bệnh trĩ. Thế sau khi mà bị bệnh trĩ thì bản thân là nhà cầm dao thì thấy rằng là cái phẫu thuật trĩ thì nó có một cái tỷ lệ rủi ro đáng kể, mà cái rủi ro nó là do hậu môn thì cái đấy rất nguy hiểm. Thế nên là dao sắc thì không còn được chui làm cho người ta được, nhưng mình lại sợ mà mình lại dính vào cái rủi ro đấy thì nguy hiểm. Thế cho nên là chỉ muốn mong muốn là sẽ tìm được những cái thuốc đông y để điều trị thôi. Thế nhưng chúng tôi cũng đã dùng rất nhiều cái sản phẩm là thực phẩm chức năng, nhưng mà nó là của Việt Nam. Thế ích trị vương với tán trị vương thì dùng cũng đã nhiều rồi, nhưng không, sau con gái của tôi bố cứ dùng cái này. Thế đưa về cho dùng sản phẩm thì sau khi tôi dùng khoảng 6 tháng thì thấy rằng là đầu tiên dùng ấy thì thấy là nó đi ra nhiều máu hơn, và nó đi nhưng mà cái tỷ lệ máu tươi nó ít thôi, nó pha đều trên cái diện rộng, trên cái bề mặt rộng. Thế thì làm nghề thì nếu như không phải làm nghề thì là hơi sợ, nhưng mà đối với nghề chúng tôi làm thì chúng tôi phân tích, tôi thấy rằng là đây là cái máu nó là bị pha đều trộn này trên cái bề mặt rộng chứ không phải là cái lượng máu tươi như ngày xưa nữa, thì tôi biết ngay đây là có một cái sự chuyển biến đáng kể rồi. Thế sau khi nó hết thì nói thật các bạn là
làm thầy thuốc mà hết được bệnh thì kể cả người bệnh thì mà khỏi là mình đã sung sướng rồi, chưa nói là mình khỏi. Thế cho nên là khi sử dụng đấy, tôi nói một cách ngắn gọn nhất, tức là mình tin tưởng tuyệt đối vào cái sản phẩm Siberi. Thế và từ cái mình, như anh Cường vẫn nói đấy, tức là khi mình sử dụng sản phẩm, thấy sản phẩm có hiệu quả thì mới có năng lượng để truyền đạt. Và cái truyền đạt của chúng tôi thì nó lại khác như các bạn một chút. Tức là chúng tôi lại dựa trên những cái mà thực phẩm đã viết, và để nói lên những cái nó có tác động đánh vào khâu nào trong các cái công tác điều trị vậy. Đấy, cái đấy là cái một cái vấn đề nó quan trọng. Cái thứ hai là cái mà thấy bây giờ, ngay bây giờ là chúng ta thấy cần, tôi thấy là cái thực phẩm Siberi là nó tốt nhất so với giờ, nó là cứu cánh ngay bây giờ, hiện thời ngay bây giờ. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy rằng là cái SARS-CoV-2 này thì bây giờ là trên thế giới đang bó tay, bởi vì không có cái thuốc để điều trị đặc hiệu cho virus, chứ chưa nói gì là SARS-CoV-2, tức là tất cả virus nói chung là chưa có thuốc đặc trị, mà chỉ dựa vào cái sự đề kháng của cơ thể. Thế mà một trong những cái có sự đề kháng tốt của cơ thể thì đó là những cái thực phẩm mà chúng ta đã tinh luyện để đưa vào, thì cơ thể nâng cao được cái sức đề kháng thì nó sẽ tiêu diệt virus. Thế và cái bây giờ mà muốn phòng chừa được cái SARS-CoV-2 này mà chờ để ta tiêm được cái vaccine ấy, thì là quả là một cái thời gian rất dài. Học viện quân y chúng tôi bây giờ mới làm đến cái giai đoạn hai của cái thử nghiệm thôi, tiêm trên người thôi. Thế mà bốn giai đoạn thử nghiệm trên người thì mới đưa ra cái trên diện rộng, chúng ta chờ còn tương đối dài. Thế cái nhập khẩu thì cũng, nếu như các đất nước nghèo thì nhập khẩu vaccine là sẽ khó khăn hơn tất cả những đất nước giàu. Nói chung nó là như thế. Thế thì cái mà vấn đề mà sử dụng tốt nhất cho chúng ta giờ thì cái này không phải là nói, mà chúng ta cũng nên nói cho mọi người dân, bạn bè chúng ta biết trước. Đó là cái, đó nó là thực phẩm cứu cánh của chúng ta trong thời buổi hiện nay bây giờ. Thế thì cả gia đình tôi bây giờ, từ cháu bé cho đến vợ đến chồng con cái trong gia đình là đều sử dụng CBD. Và cũng nói với các bạn là đến bây giờ là hai vợ chồng thì cũng là ký hợp đồng gia đình, thế con gái cũng làm, con dâu cũng làm CBD. Thì báo cáo các bạn đấy, chúng tôi làm thì nó có cái, cũng như khi cháu Hương chia sẻ, tầng trên của chúng tôi thì cũng, chúng tôi là bị một cái trở ngại, cũng như anh Cường anh nói, tức là vượt giàu khó hơn vượt nghèo, mà chúng tôi lại mắc một cái bệnh, tức là nếu như mà mình làm mà bị người ta chơi, người ta nói bây giờ có tiền thế còn tham, đấy nó chạy lòng. Một cái thứ hai là bảo ôi rồi giờ lại đi làm thực phẩm chức năng, lại gieo rắc cái gì đây, thì nó cũng khó, ban đầu nó khó khăn phải làm. Thế nhưng mà tôi cũng đã tâm sự với anh Cường là cái quan trọng nhất của tôi là cái tôi muốn chia sẻ được cho người thân, chia sẻ được cho đồng đội, chia sẻ được cho bạn bè những cái sản phẩm để mà khi dùng vào thấy tốt cho sức khỏe của mình thì người ta sẽ rất biết ơn mình. Thế và cái một trong những cái mà cái hệ thống S69 đào tạo đã nói, tức là cái tiền bạc khi làm CBD thì cái đấy thu được, cái đấy còn nhỏ bé. Và cái quan trọng nhất đó là những cái niềm tin đối với cái sản phẩm của mình, đó mới là cái quan trọng, mà trao cho người ta những cái niềm vui sau khi sử dụng sản phẩm thì đó mới là cái tuyệt vời. Và hôm nay thì thời gian nó chắc là cũng sẽ để nhiều cho các thủ lĩnh đó. Thế còn bản thân chúng tôi thì cũng, nếu như nói về CBD thì cái ký hợp đồng của hai vợ chồng thì làm mới được khoảng 7 tháng thì cái này nói ra cũng buồn cười, là tháng thứ nhất sau khi ký hợp đồng là chúng tôi làm được K5 và lại cứ giữ vững K5 khoảng 6 tháng thì bây giờ mới lên K6. Thế nên là cũng cứ về cái chia sẻ nó vẫn còn chưa dám mạnh dạn lắm, tức là chưa phải là làm ngày làm đêm như mọi người được, thì chưa dám chia sẻ rộng rãi, mà chỉ tìm chia sẻ, tức là nếu như mà trao được cho người ta mà người ta nhận, đón nhận thì tôi thấy vui vẻ và thấy thoải mái. Còn không thương thấy thì tôi không nhận thì tôi cũng thấy thoải mái, tức là tôi không cần nhất thiết là phải chia sẻ bằng được, mà tôi chỉ cần là chia sẻ đấy, tôi phân tích cho mọi người
Thế tôi làm cái nghề rồi mà tôi thấy cái này nó tốt. Nếu các bạn nếu dùng được thì các bạn dùng, chứ cũng không như các bạn khác này. Thế nên là con trong cái phần này nó cũng tiến nó chậm chứ không như các bạn được. Thứ hai là cái tuổi già là nó ngại, thế nên là tiến nó chậm. Hãy mong rằng các bạn cũng thông cảm. Hôm nay qua thời gian ngắn thì cũng xin chia sẻ và chuẩn bị năm hết Tết đến, cũng chúc mọi người trong cái môi trường S69 của chúng ta là trước tiên là phải khỏe mạnh thì ta bắt đầu mới tuyên truyền được, mới chia sẻ được cho người ta. Còn mình ốm không có chuyện gì đó người ta không tin, khi ta mình khỏe người ta nhìn vào nó tin và người ta thấy có niềm tin hơn. Thế cho nên là người ta cứ nhìn vào diện mạo của mình người ta biết đấy, ủa sao bác chú nhiều tuổi thế mà trông trẻ thế thế này, mà thấy tôi chỉ dùng cái đấy thì nó thế đấy. Cảm ơn chú Kiểm chia sẻ rất là nhiều. Chú Kiểm cho hỏi là nghỉ hưu rồi, bây giờ chú sau một quá trình dùng CV chú thấy bản lĩnh đàn ông thế nào? Cái đấy thì nó là thế này. Cái thứ nhất là đầu tiên thì cái mình thì nó lại có cái hạn chế là đầu tiên là bị bệnh trĩ, cho nên là cái vấn đề của đàn ông thì sau bị bệnh trĩ gọi mất máu thì nó sẽ hạn chế. Thế nhưng khi nó lại được cả hai vấn đề, một là khi anh đã không mất máu rồi thì nó lại khác đi, nó đã tăng lên tốt rồi. Cái thứ hai là cái sản phẩm của mình thì thực ra mình cũng dùng thử tất cả các cái sản phẩm của Sibri và thấy rằng là khi cái phần của dành cho nam giới là có tuyệt vời, tôi thấy là như vậy. Và kể cả là dùng cho nữ giới cũng thấy tuyệt vời, bởi vì chúng tôi làm nghề thì không phân biệt nam giới nữ giới, chia sẻ cả nữ giới. Nhưng mà tôi thấy rằng là hỏi các bệnh nhân là thấy nữ giới chị em là thấy tuyệt vời, nhất cả đối với những cái bệnh nhân mà khô hạn như chẳng hạn, thì cái đấy là thấy có hiệu quả thực sự, và cái đấy các bạn nên dám khẳng định được. Thế nhưng với điều kiện là như này, khi dùng sản phẩm đấy chúng ta không nên dùng đơn độc mà chúng ta phải phối hợp. Tức là lại cái ví dụ như là cái sức khỏe của đàn ông, nếu mà các bạn dùng độc men bóp không thì cái đấy nó chưa phải là tốt, bởi vì đó nó chỉ là một phần thôi. Cũng như các bạn ấy nói cái đấy, cái bạn Thông nói các bạn không phải là chuyên ngành nhưng các bạn nói nó rất đúng với chuyên ngành. Ví dụ như cái kẽm là một, cái thứ hai là anh phải cho các vitamin. Cái đầu vào nó có rồi nhưng anh nó cái vitamin và các cái khoáng chất ấy, nó như đóng vai trò như một cái xe cải tiến. Thì anh có lúa rồi anh ăn vào rồi, nhưng anh không có cái xe có hàng rồi, anh không có cái xe vận chuyển thì cái mức độ nó không có, không tốt được. Thế và ngược lại, anh có xe vận chuyển nhưng anh không có hàng thì cũng hiệu quả nó cũng không đạt được. Thế do vậy là chúng ta phải lưu ý nhớ rằng là phối hợp dùng cả hai vấn đề, có cả hàng vào và có cả xe vận chuyển thì nó sẽ tốt hơn. Và riêng tôi thì tôi thấy cảm nhận được là khi vào CBD thì lúc nào cũng nói to được, cũng đấy là điều quan trọng. Là bản lĩnh đàn ông nó ở chỗ đây đúng không? Rồi. Cảm ơn chú Kiểm rất là nhiều. Bao nhiêu số anh chị em sau khi nghe bác sĩ Quân Nhi, Đoàn Trắc Kiểm, tư vấn viên trưởng chia sẻ, để chúng ta tăng thêm những cái cảm xúc, những cái niềm tin cho mình thì giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ còn ít phút còn lại, cũng muốn thủ lĩnh cao cấp An Lan Nguyễn chia sẻ định hướng cho cả nhà, cái là tư vấn viên cần làm gì trong cái giai đoạn dịp Tết này, đúng không? Để chuẩn bị ra Tết. Ok, xin mời An Lan Nguyễn. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trung Huy Cường với tất cả các anh chị em. Bây giờ là chúng ta còn vài ngày nữa là Tết, và trong cái Tết năm nay thì không biết ở ngoài Hà Nội như thế nào, chứ còn ở trong Sài Gòn thì Anna chưa có cảm giác gì là Tết cả. Có nghĩa là chúng ta sẽ được nghỉ mấy ngày chứ không phải là chúng ta có Tết. Và cái Tết mà nó dài vài ngày thì bắt đầu mọi người sẽ rất là thoải mái. Nhưng mà cái Tết bây giờ là nó đang có dấu hiệu là vô định, nghĩa là người ta có rất nhiều người không có công ăn việc làm. Cho nên rằng là cái việc mà chúng ta cần phải xác định được là cái Tết năm nay, cái tính chất, cái Tết nó không có thể nó sẽ không giống như mọi năm. Và rõ ràng là hồi đầu năm á, là chúng ta đã không ai có một cái sự chuẩn bị tốt khi mà đại dịch tới. Và sẽ đã có rất là nhiều người là trong cái thời gian ở giữa này này thì họ lại nghĩ là đã hồi phục rồi và họ lại bắt đầu quay trở về những công việc kinh doanh vốn có của họ.
Thế rồi đến bây giờ khi mà dịch nó quay trở lại và lần này nó lan ra trầm trọng hơn, thì lúc bây giờ thì cái quan điểm của mọi người về một cái công việc mà mang ra một cái dòng tiền nó một thu nhập thụ động nhưng mà chúng ta có được hoàn toàn chủ động á, thì nó lại bây giờ cũng đã thay đổi mọi người cái cách tiếp nhận á, nó rất là đơn giản. Cho nên là đối với mỗi một nhóm thì Anna tin là các bạn sẽ có chiến lược riêng để phát triển trong cái dịp, trong cái tháng Tết này. Nhưng mà ví dụ như đối với đội nhóm Anna chẳng hạn, thì Anna cũng xin chia sẻ với anh chị em, giả sử như trong đội nhóm của Anna thì cho đến thời điểm này các bạn ấy vẫn cứ liên tục chia sẻ thôi, liên tục chia sẻ. Nếu như mà là chia sẻ với đối tượng mà tiềm năng để kinh doanh thì mình cứ chia sẻ thẳng ra là thực ra cái cơ hội mà để có thu nhập 35 đến 40 triệu, chúng ta đang có một cái công thức nhận xe ô tô trong 8 tháng, là bạn hình dung là ngược lại là 6 tháng là mình sẽ có cái thu nhập đấy rồi cơ. Tại vì nó sẽ lặp lại 3 tháng mà, đúng không ạ thủ lĩnh quốc tế? Có phải ý của thủ lĩnh quốc tế là thế không ạ? Dạ, nghĩa là 6 tháng mình mở chuyên nghiệp thì bạn cứ hình dung là trong vòng 3 tháng mà có thể có cái mức thu nhập khoảng 8 triệu á, là của tư vấn viên trưởng á, là hoàn toàn khả thi mà. Hoàn toàn khả thi, thậm chí người ta chưa lên tư vấn viên trưởng, chưa lên tư vấn viên trưởng. Nhưng mà nếu mà người ta kết hợp bán hàng giữa với cả phát triển đội nhóm thì nó vẫn là một trong những cái mức thu nhập mà thực sự là có được. Và mình có thể định hướng những cái món để mà bán hàng trong cái tháng này, thì chúng ta sẽ phải tập trung vào cái việc mà mình lan tỏa bằng cái việc là cho người ta thấy là một cái bức tranh tương lai đó, tức là một cái con đường. Thay vì là 35 40 triệu là người ta còn có thể là ngập ngừng chả biết có tin hay không, nhiều người là còn chưa tin. Thế thì mình có thể nói là cái mức 8 triệu thôi, giống như cái mức mà người ta vẫn đi làm bình thường á, thì mình để người ta là cứ đồng hành với mình vài tháng đó để mà mình hướng dẫn. Và nó luôn có xác suất ạ, sẽ có những người người ta làm rất là làm rất là chuyên nghiệp, nhưng mà sẽ có những người người ta cũng gọi là thử và chưa kịp có kết quả người ta đã đi, thì đấy cũng là một trong những thứ mà chúng ta phải đối diện. Và còn nữa là về riêng về cái việc bán hàng thì bây giờ giống như chúng ta bán hàng á là để làm gì ạ? Thực sự để bây giờ khi mà bán hàng thì chúng ta cũng có thể kèm vào những cái thông điệp là mình dùng xong á, mình có cái cảm nhận tốt, để rồi mình thấy cái sản phẩm này tốt thì để sau đó mình còn kinh doanh và mình còn giới thiệu với những cái người mà đang không có công ăn việc làm kinh doanh. Thì nó cũng là một công đôi việc. Và Anna thì trước Tết này thì Anna cũng thấy rằng là những cái sản phẩm nào mà tăng sức đề kháng là chúng ta tập trung vào ạ. Nếu mà Immunobox rồi Formula rồi Shopben, những cái món này đều là những món rất là quan trọng trong cái việc mà tăng sức đề kháng. Những cái việc mà trà, nếu mà ở miền Bắc mà còn này thì mình cũng có thể bán một ít thôi cũng được. Rồi cả những cái món như là yoga để mà người ta đỡ bị mập khi mà người ta ăn Tết á, nhưng mà người ta không bị mập. Nếu người ta uống ngay thì những cái thứ đấy nó chưa chuyển hóa đâu các bạn, mà nó sẽ thải ra. Đó, nó sẽ thải được ra. Nó không có kịp hấp thu vào bên trong. Thì nếu mà như vậy thì cũng là một trong những cái chiến lược mà đội nhóm Anna đang triển khai. Và hơn hết tất cả là chúng ta đừng có nghĩ là tháng này chúng ta có Tết. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ là tháng này có Tết, tức là chúng ta lại sợ á. Chúng ta lại bảo ôi thôi, bây giờ chính mình á, thôi thôi qua Tết rồi làm, trước Tết thì làm. Mình cứ nghĩ là nó chỉ đơn giản là những cái ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Và nó là đóng dấu của một năm. Cho nên là việc của mình là mình, ví dụ như mình được nghỉ có 4 hay 5 ngày Tết hay 7 ngày Tết đấy chẳng hạn, thì mình cứ xem là mình có mấy cái ngày thứ bảy chủ nhật á, thì mình vẫn cứ đi sắp xếp và kết nối và chia sẻ như bình thường. Đó. Thế rồi sẵn sàng để mà có những cái hộp trà trong nhà, để nếu mà có khách tới, khách cũng chắc giờ cũng không tới nhà nữa, cho nên là cũng khó. Nhưng mà nếu mà có khách tới nhà thì mình cũng có thể là mời người ta uống những cái trà của mình, để cho người ta thấy rằng là những sản phẩm rất là thân thiện. Và đấy ạ, giống như một số người đang nói rằng là bây giờ chả biết là ngày mấy. Anna không có khái niệm đấy, không biết ở ngoài miền Bắc hình như thế nào. Tại vì thực sự năm nay ở miền Nam hoa hiếc cũng chẳng có đâu. Cho nên là Anna tin rằng là mọi người đều đang mong muốn có được, mình phải tin vào cái điều đấy đã, là mọi người đều đang mong muốn có được một cây giải pháp nào đó để cho có cái thu nhập trong cả năm 2021. Mọi người đều đang rất là lo lắng với điều đấy, thì hãy nhanh chóng chia sẻ tối đa. Dạ. Cảm ơn thủ lĩnh quốc tế. Rồi, cảm ơn thủ lĩnh cao cấp Anna Nguyễn. Bao nhiêu số các bạn đã có những cái định hướng rõ ràng cho những cái dịp Tết này cho ngon tay cái. Cảm ơn cả nhà.
chúng ta sau Tết xin lỗi anh chị em cho có cái online camp dành cho K4 đúng không? Những anh chị em nào mà mới ký hợp đồng trong tháng 2 này khẩn trương hoàn thành K4 chậm nhất là hết ngày 17. Chậm nhất là hết ngày 17. Đấy, để chúng ta 18 tháng 2 chúng ta tham dự cái online camp dành cho K4. Trong cái chương trình này chúng ta sẽ được chia sẻ công thức để lên K6 rất nhanh. À, chúng ta sẽ chia sẻ cái cách thức để chúng ta lên K6 nhanh. Đấy. Thay vì phải 6 tháng, 7 tháng đấy, chúng ta chỉ có thể sau 1 tháng. Sau 1 tháng chúng ta lên K6, tức là đang K4 lên K6. Và khi chúng ta lên K6 thì chúng ta tham dự cái trại lãnh đạo online dành cho K6 vào ngày 7 tháng 3 đấy. Cái cách thức để chúng ta lên K8 rất nhanh. Từ K6 làm sao chúng ta lên K8 thật nhanh, thì chúng ta hãy nắm lấy cái chuỗi sự kiện này. 18 tháng 2 là dành cho K4 trở lên, mùng 7 tháng 3 dành cho K6 trở lên. Và khi chúng ta bám vào theo cái dòng chảy này thì cái công việc kinh doanh của chúng ta nó trở nên đơn giản. Đấy, và chưa bao giờ mà chúng ta có một cái cơ hội thuận lợi như bây giờ. Có thể nói là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, nó chính xác là chúng ta đang có. Bởi vì thời ngày hôm nay đó là kinh doanh theo mạng trên nền tảng Internet, đó, Internet Network Marketing. Kinh doanh xây dựng hệ thống trên nền tảng Internet, chúng ta tạo ra những cái siêu kết nối. Chính vì vậy mà hiện nay Sibri nói chung và S69 nói riêng, chúng ta đã xây dựng một nền tảng cực tốt để bất cứ ai có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình chỉ bằng chiếc điện thoại thông minh thôi. Và hãy mang thông điệp đó đến cho tất cả mọi người. Các bạn cứ trong cái quá trình chia sẻ, anh chị em hỏi là bạn có điện thoại thông minh không? Và các bạn muốn biến nó thành cái người, những cái người mạnh thì chúng ta nói là cỗ máy in tiền. Còn những người vừa vừa thì chúng ta nói đơn giản đấy. Dùng chiếc điện thoại thông minh này có thể tạo ra thu nhập từ 10 đến 20 triệu bước đầu, đúng không ạ? Thì nó rất là khả thi. Và ai cũng có điện thoại thông minh, ai cũng biết dùng Internet. Nhưng điều quan trọng là dùng nó để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để cuộc sống của chúng ta tốt hơn và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Đấy, nó mới là điều quan trọng. Rồi, và 2021 Cường tin tưởng tuyệt đối chúng ta sẽ cái năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, xin lỗi cả nhà, cái năm đầu tiên của cái thập niên mới, của cái thế kỷ mới, chúng ta sẽ hiện thực hóa mọi cái giấc mơ trong cuộc sống của chúng ta. Đấy, để Tết 2000 tức là cái Tết năm sau ấy, nó phải rủng rỉnh hơn cái Tết năm nay rất là nhiều. Hôm nay Cường có phát thông điệp trong cái nhóm thủ lĩnh trở lên ấy, Cường nói là cái Tết năm sau tất cả anh chị em ở trong cái nhóm này, khoảng 100 anh chị em, ông nào tối thiểu cũng phải 200 triệu trở lên, bằng cách là giúp đỡ được ít nhất 5 người trực tiếp có ô tô, thì chúng ta sẽ có được cái kết quả như vậy. Và chúng ta hãy mang những cái điều tốt đẹp của cái cơ hội CV này, của cái môi trường S69 này, lan tỏa, chia sẻ với mọi người để tìm những người đủ duyên, tìm những người phù hợp. Rồi, rất là biết ơn, cảm ơn tất cả những thủ lĩnh, các tư vấn viên đã tham gia chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả anh chị em còn có mặt đến giờ phút này đã theo dõi chương trình. Và chúng ta cùng nhau bắn tim chúc ngủ ngon. Đó. Rồi, chúc cả nhà ngủ ngon. Good night. Chúc cả nhà ngủ ngon. Good night. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn thủ lĩnh. Ngủ ngon.